hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Thạch Thuần, nếu bây giờ ta nói, ta nhất định sẽ không giết các ngươi, các ngươi có thể cũng không tin, nhưng không sao, ta tin trên người các ngươi cũng không nhiều tiền như vậy, đợi lát nữa, ta sẽ cho các ngươi cơ hội liên lạc với trong nhà, để bọn hắn đưa tiền, đến lúc đó, một tay đưa tiền, một tay giao người, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Dương Hoan Hoan càng lúc càng bình tĩnh, về phần chúng ta muốn dùng thủ đoạn gì uy hiếp các ngươi à, cái này thật ra rất đơn giản. Ừm, ta để bạn trai Chu Chuẩn của ta đến nói cho các ngươi đi, dù sao kinh nghiệm của hắn ở phương diện khá đủ. Thạch Quân, thật ra công ty của chúng ta còn có một nhánh nhỏ chuyên cho vay tiền mặt, nếu ngươi thường xuyên xem tin tức báo chí sẽ biết, chúng ta có lúc sẽ yêu cầu một vài đồ thế chấp khá đặc biệt, đặc biệt là những nữ hài tử xinh đẹp, một vài bức ảnh hoặc video, ừm, các ngươi đều biết đó. Chu chuẩn nhìn Thạch Thuần, ánh mắt có chút nóng bỏng, đợi lát nữa ta sẽ quay vài video cho các ngươi, có thể xem là tác phẩm điện ảnh đi, nữ diễn viên chính là ba người các ngươi, còn nam diễn viên chính thì có thể khá nhiều đấy. Không biết xấu hổ, vân chân chân biến sắc, nàng hiển nhiên hiểu rõ Chu chuẩn muốn làm gì. Chu chuẩn, người đừng quá đáng, đòi tiền thì cứ đòi tiền đi, đừng làm gì khác. Mạnh Khang cũng nhìn Chu chuẩn, có chút tức giận. Dương hoan hoan tiểu thư, Ta cũng đề nghị các ngươi một vừa hai phải thôi, đoàn gia chúng ta có tiền, ta bằng lòng ra giá cao hơn, nhưng nếu các người muốn làm những chuyện quá đáng quá thì ta có thể đảm bảo sẽ không giao cho các ngươi một phân tiền nào cả. Nếu các người thật sự muốn giết chúng ta, tin ta đi, đoàn gia chúng ta nhất định có thể tìm ra hung thủ. Sắc mặt Đoàn Ngọc có chút u ám. Đoàn Ngọc đúng không, ta đã điều tra ngươi rồi, đoàn gia ngươi quả thật có chút bản lĩnh, tốt hơn chúng ta thương lượng một chút nếu ta cho ngươi và Thạch Thuần quay một đoạn video, ngươi là nam diễn viên chính, nàng là nữ diễn viên chính, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt chu chuẩn hơi kỳ lạ, mọi người đều là nam nhân, nữ nhân như Thạch Thuần, ngươi không muốn ngủ cùng sao? Nếu ta không cho ngươi cơ hội này, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngủ với nàng không? Không đợi đoàn ngọc lên tiếng, chu chuẩn lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên và Mạnh Khang, còn hai người các ngươi, đợi lát nữa nếu các ngươi muốn làm nam diễn viên chính, cũng có thể đấy, ta không ngại cho các người cũng ngủ với bạn gái người khác đâu. Ha ha, thậm chí các người muốn ngủ với Dương Hoan Hoan, ta cũng không để ý đâu. Audio điện tử võ tấn bền Dương Hoan Hoan, người tìm bạn trai kiểu gì thế này? Dương Phi vô cùng tức giận. Đúng là đồ xúc sinh, Vân Trần Trần cũng tức giận như vậy. Dương Phi, hiện giờ ngươi cảm thấy ta là xúc sinh, nhưng đợi lát nữa, có lẽ nam nhân của ngươi còn xúc sinh hơn cả ta đấy. Chu chuẩn cười lạnh một tiếng. Đoàn đại thiếu gia, người nói thế nào đây? Đề nghị vừa rồi của ta, người cảm thấy thế nào? Chu chuẩn, có một câu người nói không sai. Chúng ta đều là nam nhân, mà nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì luôn có chút ý muốn dù ít hay nhiều. Nhưng người có biết người và cầm thú khác nhau thế nào không? Đoàn Ngọc chậm rãi nói. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa người và cầm thú chính là người có thể khống chế dục vọng của bản thân, người có thể biết mình có thể làm gì, không thể làm gì. Thạch Thuần rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói còn đẹp hơn Dương Phi nhiều. Nhưng Dương Phi là bạn gái ta, trách nhiệm của ta là bảo vệ nàng, bởi vì ta là nam nhân, mà ngươi chẳng qua chỉ là một cầm thú giống được mà thôi. Thật sao? Ngươi rất muốn bảo vệ Dương Phi hả? Chu Chuẩn cười lạnh đứng lên. Vậy ta lại cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là ngươi ngủ với Thạch Thuần, hoặc ta sẽ cho tất cả nam nhân ngoài đều vào đây ngủ với Dương Phi. Bây giờ ngươi muốn chọn thế nào đây? Ta vẫn nói câu đó người muốn tiền, ta sẽ cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám động đến Dương Phi, ta đảm bảo, bất kể ngươi làm gì với Dương Phi, ta đều sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần, cho dù ta chết ở đây, gia tộc của ta cũng nhất định sẽ có người thay ta làm chuyện này. Sọng điệu của đoàn Ngọc có chút lạnh lùng, đoàn gia chúng ta đời đời kinh doanh Ngọc Thạch, chuyện gì cũng đều từng trải qua, nếu ngươi cảm thấy một chuyện nhỏ như vậy đã có thể dọa ta, vậy thì ngươi đã đánh giá thấp người của đoàn gia chúng ta rồi. Được, được lắm, Vậy trước tiên bắt đầu từ Dương Phi đi. Chu chuẩn có chút thẹn quá hóa giận, không cho các ngươi chút mặt mũi thử xem, các ngươi thật sự cho rằng ta nói chơi chứ gì? Chu chuẩn đập bàn một, nhanh chóng đứng dậy, hét ra ngoài một câu, cho vài tên vào đi, chơi nữ nhân này cho ta, quay bộ phim vài tiếng đồng hồ trước đã. Cái ghế bị đá vang ra, bốn năm nam nhân xông vào, vừa nhìn qua thì đều là phục vụ, nhưng hiển nhiên, bọn hắn thật ra đều là tội phạm cực kỳ hung ác. Kéo nàng ra ngoài, chu chuẩn chỉ vào dương phi cũng kéo nam nhân của nàng ra ngoài để cho hắn ở bên cạnh nhìn thấy xem chúng ta làm sao đối phó với bạn gái hắn vâng chuẩn ca mấy người đáp lại một tiếng sau đó xông về phía dương phi và đoàn ngọc á à, một tiếng hết thảm thiết vang lên nhưng tiếng hết thảm thiết này không phải phát ra từ miệng đoàn ngọc cũng không phải phát ra từ miệng dương phi tiếng hết thảm thiết phát ra từ một người phục vụ vừa đi vào mà trên cổ hắn bị một cái nghĩa cắm vào Lúc này người đột nhiên cầm cái nĩa lại chính là Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc đột nhiên rút cái nĩa trên cổ người phục vụ ra, máu tươi phun ra dữ dội, người phục vụ kia che cổ lại ngã xuống. Kẻ nào dám lại đây, kẻ đó sẽ chết. Đoàn Ngọc nắm cái nĩa nhỏ máu, trên người tỏa ra sát khí. Trong phòng thoáng chốc im lặng, Vân Chân Chân và Mạnh Khang đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đoàn Ngọc. Dương Phi cũng hiển nhiên không nhận ra bạn trai mình còn có một mặt này mà nhìn biểu hiện của chu chuẩn rõ ràng cũng rất bất ngờ không tệ rất không tệ đoàn đại thiếu ra ngược lại ta đã đánh giá thấp ngươi rồi chu chuẩn nhìn đoàn ngọc nhưng ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đánh được mười mấy người chúng ta ở đây không đánh không lại nhưng ta giết vài người cũng không sao đoàn ngọc lạnh lùng nói vết xe đổ ngay trước mắt các ngươi các ngươi có ai muốn chết trước không đoàn ngọc không chỉ có một mình còn có ta đây dân kỹ thuật mạnh khang rõ ràng cũng không nhát gan hắn cầm vài đôi đũa từ trên bàn lên tay kia cầm một chiếc đĩa mọi người liều mạng với bọn hắn không gian trong phòng này khá nhỏ chỉ cần chúng ta tập hợp thành một nhóm nhỏ vẫn có thể giết ra ngoài mạnh khang ta giúp ngươi vân chân chân cũng đứng lên dương phi cũng đứng cạnh bạn trai chuẩn bị hỗ trợ sau đó dương phi và vân chân chân cùng nhìn về phía hạ thiên hiển nhiên đang hy vọng hạ thiên cũng có thể hỗ trợ này, ngươi cho ta chút phản ứng đi. Thạch thuần kéo Hạ Thiên. Muốn phản ứng gì, Hạ Thiên có chút buồn bực, chút chuyện nhỏ này, ngươi không thể tự lo được sao? Vân Trân Trân và Dương Phi nghe thấy, đều sửng sốt, người này bị sao vậy? Lại để bạn gái mình tự lo sao? Thạch thuần, đây là nam nhân ngươi tìm được sao? Chu chuẩn ở bên cạnh cười ha ha, ta thấy ngươi chẳng thả theo ta đi, ít nhất ta sẽ không sợ hãi như nam nhân của ngươi. Này, Bây giờ ngươi là bạn trai ta đấy, loại chuyện này đương nhiên cần ngươi động thủ rồi." Thạch Thuần có chút buồn bực, anh rể này quá không phối hợp, bạn trai nhà người ta vì bạn gái mình mà liều mạng, hắn lại ở bên cạnh chẳng phản ứng gì. "Cái này còn không phải là không cho nàng chút mặt mũi sao? Ngươi không phải rất thích đánh nhau sao?" Hạ Thiên nhìn Thạch Thuần, có chút ngạc nhiên. Mà hắn vừa nói như vậy, Vân Chân Chân và Dương Phi đột nhiên nhớ ra, Thạch Thuần hình như có thể đánh nhau. Chu Chuẩn người mau gọi thêm mấy người nữa vào đây trước tiên bắt lấy thạch thuần nàng hình như từng luyện võ công nam sinh trường chúng ta trước đây đều không đánh lại nàng lúc này dương hoan hoan cũng nhớ ra chuyện này thạch thuần nhanh bắt lấy dương hoan hoan vân chân chân vội vàng hét lên bây giờ thạch thuần cách dương hoan hoan thật ra rất gần ta mới không thích đánh nhau bây giờ ta là thuộc nữ thạch thuần bĩu môi nàng vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích thuộc nữ tốt lắm đợi lát nữa ta sẽ biến ngươi thành dâm nữ chu chuẩn cười ha ha hắn trông có vẻ đã tính trước mọi việc không hoảng sợ chút nào mà một giây sau mọi người đã biết vì sao hắn không hề sợ hãi rồi bởi vì hắn lấy ra một khẩu súng từ trên người ừ đó chắc hẳn là một khẩu súng tự chế nhưng như thế cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi không trong nháy mắt sắc mặt của đoàn ngọc trở nên có chút tái nhợt đoàn đại thiếu gia người thật sự cho rằng ta không chuẩn bị chu đáo mà đã dám làm loại chuyện này sao chu chuẩn cười ha ha sau đó chiếm miệng súng vào đoàn ngọc bây giờ người ngoan ngoãn thả cái nghĩa xuống cho ta hay là muốn để ta bắn ngươi trước đây sắc mặt đoàn ngọc thay đổi sau đó cuối cùng cũng buông tay thả cái nghĩa rơi xuống đất tốt lắm bây giờ thạch thuần đến lượt ngươi chu chuẩn trực tiếp quay họng súng về phía thạch thuần nghe nói ngươi rất biết đánh nhau phải không tốt lắm trước tiên ngươi cởi quần áo ra, sau đó chúng ta đánh một trận đi, ha ha ha. Chu chuẩn đắc ý cười điên cuồng, hiển nhiên cho rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Này, chẳng thà ngươi đổi họ đi, họ heo chó không thì họ heo cũng được đó. Thạch thuần nhìn chu chuẩn, ngươi cho rằng cầm súng thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi bắn đi, xem ngươi có thể bắn ta không? Thạch thuần, ngươi cho rằng ta không dám bắn ngươi sao? Chu chuẩn cười lạnh một tiếng, đừng cho rằng ta phải để ngươi sống, ta nói cho ngươi cũng biết, cho dù ngươi có chết rồi, ta cũng phải tranh thủ chơi ngươi. á, à, chu chuẩn đột nhiên hét thảm một tiếng, mà khẩu súng trong tay hắn cũng rơi xuống đất, bởi vì trên cổ tay có thêm một chiếc đũa. chiếc đũa này trực tiếp xuyên qua cổ tay của chu chuẩn, lúc này máu tươi theo chiếc đũa chảy xuống. biến thái thật nhiều, hạ thiên lẩm bẩm một mình, biến thái y như hồ gia vĩ, đều đứng nở ra đó làm gì? con mẹ nó mau động thủ đi. chu chuẩn gào lên, tuy hắn không biết chiếc đũa trên cổ tay hắn là thế nào, nhưng hắn biết nhất định phải lập tức khống chế tất cả mọi người, như thế mới có thể bảo đảm chắc chắn kế hoạch tiếp tục được tiến hành. nghe thấy tiếng gào thét này, những người khác cuối cùng cũng hành động, nhưng bọn hắn vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy đau đớn dữ dội lũ lượt ập đến, sau đó từng người phát ra tiếng kêu thảm thiết. a, à, á, tay của ta, a, à, chân của ta chân của ta. Mọi người lần lượt ngã xuống, sau đó, đám người đoàn ngọc, Dương Phi lập tức phát hiện, trên người những người này đều có thêm mấy chiếc đũa, một số có đũa trên tay, một số có đũa trên chân, một số có trên cả tay lẫn chân, mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện trên bàn đã không còn chiếc đũa nào nữa. Ngươi, ngươi là ai? Dương Hoan Hoan nhìn Hạ Thiên, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi, Dương Hoan Hoan tận mắt nhìn thấy trong tay Hạ Thiên có một bó đũa sau đó bó đũa này biến mất cả rồi, tuy nàng không thấy rõ quá trình, nhưng về cơ bản nàng có thể xác định, chính Hạ Thiên đã cắm những đũa đó xuyên qua tay chân của những người kia. Người xấu như vậy, không tư cách để biết ta là ai. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó thuận tay cầm một cái đĩa đập vào mặt Dương Hoan Hoan, đồng thời lầm bẩm một mình, quá xấu, cho ngươi đi sửa lại mặt này. Dương Hoan Hoan kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngửa ra sau. Ngươi, ngươi, chu chuẩn đột nhiên xoay người muốn chạy hạ thiên đá vào đúng quần chu chuẩn cho tên ngu nhà ngươi đi phẫu thuật lại này làm thái giám đi chu chuẩn kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh này ngươi đừng lười như vậy chứ đám bên ngoài ngươi tự lo đi hạ thiên quay đầu nhìn thạch thuần lười biếng nói cái gì bạn trai như ngươi chẳng phối hợp gì cả lại bảo ta đi đánh nhau thạch thuần bĩu môi hừ đi thì đi Thạch Thuần lập tức xông ra ngoài, sau đó, mọi người nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng rên đau đớn thảm thiết. Một phút sau, Thạch Thuần quay trở lại. Xong rồi, Thạch Thuần vỗ tay với vẻ mặt thoải mái. Này, Thạch Thuần, thật, thật sự xong rồi sao? Vẻ mặt Dương Phi đờ đẫn. Ta đi xem thử, đoàn ngọc nhanh chóng ra ngoài, sau đó chưa đến 2 phút, đoàn ngọc đã trở lại. Gật đầu với Dương Phi, đoàn ngọc mở miệng nói, không sao rồi, mấy tên đó đều bị đánh ngã cả rồi ta nói thạch thuần này các ngươi có thể động thủ sớm một chút được không hả vân chân chân nhịn không được phàn nàn chúng ta đều bị dọa gần chết đoàn ngọc còn giết một người nữa tuy nói là phòng vệ chính đáng nhưng vẫn có chút phiền phức không sao không sao ngược lại đoàn ngọc có vẻ bình tĩnh mọi người không sao là tốt rồi được rồi đoàn ngọc nói cũng đúng chúng ta không sao là tốt rồi vân chân chân có chút bất đắc dĩ để ta xem thử bây giờ có tín hiệu không phải báo cảnh sát mới được vân chân chân lấy di động ra phát hiện tín hiệu di động đã khôi phục nhanh chóng gọi điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát này chân chân trước tiên đừng gọi điện thoại thạch thuần lại vội vàng ngăn cản sau đó nhìn về phía hạ thiên ngươi gọi người tới xử lý đi nếu không mấy chiếc đũa gì đó không dễ giải thích đâu ờ được rồi thật ra hạ thiên cảm thấy không sao cả nhưng hắn muốn tìm người xử lý cũng đơn giản, dù sao gọi một cuộc điện thoại là được. Lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, gọi cho bên Thiên đạo tổ, Hạ Thiên tùy tiện nói vài câu, sau đó cúp máy. "Được rồi, đi thôi, bọn hắn sẽ đến xử lý." Hạ Thiên đứng lên, hắn không thích chờ trong này lắm, ngay cả cơm cũng chưa ăn được, lại còn suýt ăn phải miếng thịt lợn chưa chín nữa. "Chúng ta có thể trực tiếp đi sao?" Vân Chân chân nửa tin nửa ngờ nếu các ngươi không muốn đi cũng có thể ở lại dù sao ta phải đi rồi hạ thiên trực tiếp đi ra ngoài này nếu không thì ngươi về trước đi chút nữa ta trở về sau thạch thuần hét một câu tùy ngươi hạ thiên nhanh chóng biến mất ở cửa phòng vân chân chân nhất thời hơi sững sờ qua vài giây nàng mới nhìn thạch thuần này thạch đại tiểu thư bạn trai của ngươi sao đã đi rồi mặc kệ hắn đi hắn là như vậy đấy thạch thuần bĩu môi chân chân dương phi hay là chúng ta đến chỗ khác ăn chút gì đi, xem chuyện này gây ra bao nhiêu ầm ĩ này. Nhưng ở đây, Vân Chân Chân còn chưa yên tâm lắm. Không sao đâu, Hạ Thiên nói sẽ có người đến xử lý thì sẽ có thôi. Thạch Thuần vẫn rất yên tâm về chuyện này, lý do nàng không đi cùng Hạ Thiên thật ra rất đơn giản, nàng cảm thấy anh rể Sắc Lang này rất có thể sẽ về nhà tìm Triệu Thanh Thanh. Còn chưa kể, Thạch Thuần đã đoán đúng rồi. Hạ Thiên quả thật trở về biệt thự, mà bây giờ trong biệt thự quả nhiên chỉ có Triệu Thanh Thanh. Nhưng lúc này, Triệu Thanh Thanh vẫn đang ở trong bể bơi, cũng không mặc gì cả, đang bơi ở đó. Cha, thân hình quả thật rõ ràng. Hạ Thiên nhìn một lúc, sau đó lẩm bẩm một mình, thân hình của Triệu Thanh Thanh này đúng là đẹp lên rồi. "Ơ, ờ, sư phụ, sao ngươi về sớm vậy?" Lúc này, Triệu Thanh Thanh cũng nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó, nàng đứng dậy đi ra khỏi bể bơi, mở miệng hỏi. Thuần thuần bị bạn học của nàng lừa, suýt chút nữa bị cướp. Hạ Thiên thuận miệng nói, chẳng thú vị gì cả, nên ta trở về, nàng vẫn còn chơi ở đó. Sư phụ, vậy có phải ngươi vẫn chưa ăn tối hay không? Triệu Thanh Thanh vội vàng hỏi. Ăn một chút rồi, ánh mắt Hạ Thiên rơi trên người Triệu Thanh Thanh, trong ánh mắt hơi không kìm được. Thân hình này mới nhìn lần đầu thì có vẻ khá đẹp, nhưng dường như càng nhìn càng hấp dẫn người khác. Sư phụ, vậy chúng ta đi ăn cơm tối đi bây giờ triệu thanh thanh cảm thấy mình hơi đói bụng thật ra sau khi vừa tẩy tủy thì thường hay có loại di chứng này cảm thấy trong thân thể vô cùng thiếu hụt năng lượng cần một vài thứ để bổ sung một chút không phải sao bây giờ triệu thanh thanh đã cảm thấy bản thân rất đói người đói bụng sao hạ thiên nhìn triệu thanh thanh ánh mắt còn không rời đi lúc này hắn đã không muốn ăn đồ ăn thật ra hắn vốn có thể không ăn thời gian rất lâu với hắn thì ăn đồ ăn càng giống như một loại ham muốn mà không phải một loại nhu cầu nhưng vào giờ phút này một loại nhu cầu khác đã vượt ra khỏi nhu cầu ăn đồ ăn của hắn triệu thanh thanh há mồm muốn nói mình thật sự đói bụng nhưng một giây sau nàng đã phát hiện ánh mắt hạ thiên nhìn nàng có cái gì đó không đúng lắm loại ánh mắt này làm cho nhịp tim của nàng không tự giác tăng nhanh đồng thời trong lòng còn có một loại vui sướng không tên hơi thấp thỏm hơi kích động còn có chút mùi vị không nói ra được nhưng rất nhanh Triệu Thanh Thanh đã đưa ra lựa chọn mà nàng cho rằng có lợi nhất đối với mình. Ta không đói bụng nữa, ta còn có thể tập yoga trong bể bơi đấy. Triệu Thanh Thanh quyết định nhịn đói, sau đó, thật sự đúng là tập yoga ở trong hồ bơi. Lại sau đó, Triệu Thanh Thanh nghe được âm thanh có gì đó rơi vào nước, trong bể bơi lại thêm một người nữa. Lúc này, thành phố Giang Hải, nhà họ Triệu. Vợ chồng Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai đều hơi sốt ruột. Bởi vì con gái bảo bối của bọn họ không để lại bất kỳ lời nói gì đã đi. Mà bây giờ, bọn họ còn không gọi điện thoại được cho Triệu Thanh Thanh. A, à, thật ra thì có thể gọi điện thoại, chỉ là vẫn không có ai bắt máy, chuyện này làm cho Triệu Bình Lương mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Từ sau khi biết được Hạ Thiên lại ra đây, Triệu Bình Lương đã phát hiện con gái nhà mình trở nên không bình thường lắm, mà hắn thật ra hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế hắn lại là không hy vọng con gái ở chung với hạ thiên nguyên nhân rất đơn giản hắn hiểu rõ bên cạnh hạ thiên đều là dạng người gì hơn nữa hắn cũng không cách nào tiếp nhận tình huống nhiều nữ nhân như vậy sống chung với một nam nhân hạ thiên càng quan trọng chính là hắn còn cảm thấy cho dù con gái ở cùng một chỗ với hạ thiên thì sau này cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc triệu thúc ngọc di ngay lúc này một âm thanh truyền đến từ cửa ra vào hai người đều nhìn về phía cửa ra vào chỉ thấy một người đàn ông mang kính mắt lịch sự xuất hiện ở đó. Tiểu hứa, Triệu Bình Lương hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hứa, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Dư Ngọc Mai rõ ràng rất thích người này, mà người này, thật ra chính là hứa Minh Huy mấy ngày trước từng gặp mặt Triệu Thanh Thanh. Triệu Thúc, Ngọc Di, có chuyện này ta cần nói với các ngươi một chút. Nhưng, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý chút, không nên kích động. Hứa Minh Huy cũng không lập tức ngồi, mà là nhìn hai người, giọng điệu hơi có vẻ nghiêm túc tiểu hứa có chuyện gì vậy triệu bình lương chợt cảm thấy không ổn có phải thanh thanh đã xảy ra chuyện gì hay không tiểu hứa thanh thanh thế nào dư ngọc mai càng thêm lo lắng triệu thúc ngọc di các ngươi đừng vội hứa minh huy trước tiên an ủi hai người một chút là như thế này ta vừa nhận được tin tức đường cao tốc từ giang hải bên này đi tới thị xã mộc dương bên kia vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá ly kỳ cái gì Thanh Thanh xảy ra tai nạn giao thông sao? Sắc mặt của Dư Ngọc Mai hoàn toàn biến sắc. Ngọc Di, bà đừng vội, trước nghe ta nói hết đã. Hứa Minh Huy vội vàng nói, là như thế này, tai nạn giao thông tổng cộng liên quan đến 6 chiếc xe, trong đó tài xế của 5 chiếc xe đều bị tìm được rồi. Có điều, 5 người này bị thương rất nặng, trước mắt đều đang trong hôn mê. Ngoài ra, còn có một chiếc xe, chiếc xe đó chính là của Thanh Thanh Tiểu Thư, nhưng trước mắt cảnh sát vẫn chưa tìm được Thanh Thanh Tiểu Thư tiểu hứa ý của ngươi là thanh thanh xảy ra tai nạn giao thông nhưng người lại mất tích sắc mặt của triệu bình lương hơi thay đổi đúng vậy triệu thúc tình huống trước mắt là như vậy hứa minh gật đầu một cái vì ta đúng lúc biết chuyện này từ một người bạn sớm đã can thiệp vào cho nên cảnh sát bây giờ cũng không thông báo cho triệu thúc bởi vì ta nói với bọn họ ta sẽ đi qua nói chuyện này với thúc dừng lại một chút rồi bỗng chốc hứa minh huy lại nói triệu thúc cho nên thật ra ta tới đây là bởi vì ta còn biết một ít chuyện cảnh sát tạm thời không biết chuyện gì dư ngọc mai có chút lo lắng tiểu hứa ngươi mau nói triệu thúc thật ra năm tài xế kia không phải người bình thường mà là năm tội phạm một tập thể chuyên bắt cóc hứa minh huy chậm rãi nói dư ngọc mai biến sắc suýt chút nữa lại sợ là kêu ra nhưng lúc này triệu bình lương lại dùng ánh mắt ngăn nàng lại ta hoài nghi bọn hắn vốn là muốn bắt cóc thanh thanh tiểu thư chỉ có điều xảy ra một chút ngoài ý muốn bây giờ vấn đề duy nhất chính là, nhóm của bọn hắn còn có những người khác hay chỉ có 5 người. Vẻ mặt của hứa Minh Huy đầy nghiêm túc, bây giờ có hai loại khả năng, khả năng thứ nhất, chính là khá hơn, đó chính là thanh thanh tiểu thư trốn thoát, mà loại khả năng thứ hai, đó chính là, thanh thanh tiểu thư đã bị bọn hắn bắt cóc. Nếu như thanh thanh trốn thoát thì nàng nên gọi điện thoại cho chúng ta mới đúng. Sắc mặt của Triệu Bình Lương nghiêm túc, nhưng bây giờ Thanh Thanh còn không gọi điện thoại tới, e rằng. Triệu Thúc, ta tìm được điện thoại di động của Thanh Thanh tiểu thư ở trong xe, chúng ta không biết là Thanh Thanh tiểu thư không cẩn thận ném đi điện thoại, hay là bọn cướp cố ý để điện thoại di động của nàng lại nơi đó. Hứa Minh Huy lấy ra một chiếc điện thoại di động, bây giờ ta đang để cho người khác điều tra, xem có đầu mối mới hay không, đồng thời, ta nghĩ, Triệu Thúc, Ngọc Di, chúng ta vẫn nên chờ ở đây chút, có lẽ bọn cướp sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Tiểu Hứa, sắp đặt này của ngươi rất tốt, cứ làm như thế đi triệu bình lương gật đầu ta cũng sắp xếp người đi điều tra một chút không triệu thúc ta đề nghị ngươi vẫn đừng sắp xếp người của nhà họ triệu điều tra bởi vì một khi người của nhà họ triệu các ngươi bên này cũng hành động đây ắt phải là hoạt động rất lớn ngộ nhỡ hù dọa bọn cướp làm không cẩn thận bọn cướp sẽ hứa minh huy còn chưa nói hết nhưng ý của hắn thì triệu bình lương đã rõ ràng hứa minh huy đang lo lắng bọn cướp giết con tin suy nghĩ một chút hứa minh huy tiếp tục nói triệu thúc nếu như ngài tin tưởng ta thì hay để ta sắp xếp nhân viên điều tra người bên ta sẽ không bị bọn cướp chú ý tới như vậy được rồi triệu bình lương suy nghĩ chốc lát cảm thấy hứa minh huy nói cũng có đạo lý gật đầu ngoài ra triệu thúc còn có một chuyện hứa minh huy đưa điện thoại di động tới trước mặt triệu bình lương ngài xem ngài biết số điện thoại này không hôm nay thanh thanh tiểu thư đã gọi số điện thoại này hai lần một lần trong đó hẳn là trước khi rời khỏi giang hải mà một lần khác, dựa theo tính toán thì rất có thể chính là ngay khi tai nạn giao thông xảy ra. Số điện thoại này, Triệu Bình Lương nhìn một chút, sau đó hơi nhíu mày, nếu như Thanh Thanh đi Mộc Dương, vậy sẽ là tìm ai đây? Bây giờ ở Mộc Dương, người quen biết với nàng dường như cũng không, chẳng lẽ Có phải là tìm Hạ Thiên hay không? Dư Ngọc Mai nhịn không được hỏi. Không nghe nói Hạ Thiên ở Mộc Dương, không phải mấy ngày trước hắn còn ở Giang Hải sao? Triệu Bình Lương trầm ngâm hơn nữa số điện thoại này chắc cũng không phải của hạ thiên chẳng lẽ hạ thiên đổi số hơi gật đầu một cái triệu bình lương lại nói nếu số điện thoại này thật là của hạ thiên thì cũng không phải chuyện xấu nếu như thanh thanh gọi điện thoại cho hạ thiên trước lúc xảy ra tai nạn giao thông thì thanh thanh ngược lại sẽ không có chuyện gì vậy nếu như không phải thì tìm hạ thiên hỏi một chút dư ngọc mai nhịn không được đề nghị ta gọi điện thoại thử xem triệu bình lương rất nhanh bấm thử số điện thoại trước đây của hạ thiên sau đó lập tức phát hiện dãy số đã bị xóa không gọi được triệu bình lương không khỏi nhíu mày hạ thiên thật đúng là đổi số triệu thúc hạ thiên đến cùng là hứa minh huy nhịn không được mở miệng tiểu hứa nếu như ngươi không biết hạ thiên là ai vậy vẫn là đừng nghe ngóng hắn triệu bình lương lắc đầu nếu không thì như thế này đi người điều tra thêm số này là của ai ta còn nhớ bây giờ điện thoại đều quy định tên thật hẳn là có thể tra được hoặc trực tiếp gọi số điện thoại này thử xem xem là ai nghe điện thoại được rồi triệu thúc trước hết ta để cho người điều tra một chút hứa minh huy không tiếp tục truy hỏi chuyện của hạ thiên mà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại không đến một phút sau hứa minh huy đã có được kết quả triệu thúc số này là do một người tên ninh nhụy nhụy đăng ký trong giọng nói hứa minh huy rõ ràng kinh ngạc chính là vị ninh nhụy nhụy rất nổi tiếng kia vị được khen là đại minh tinh thể dục thần thoại là nàng triệu bình lương cũng hơi kinh ngạc có điều nếu như thực sự là nàng thì cũng có thể nói hiểu được thanh thanh và ninh nhụy nhụy cũng trong một vòng các nàng ngược lại là có thể biết nhau nói như vậy có lẽ thanh thanh đi tìm ninh nhụy nhụy triệu thúc nếu không thì bây giờ ta cứ gọi điện thoại hỏi một chút xác định xem đến cùng có phải ninh nhụy nhụy hay không hứa minh huy đề nghị được người gọi điện thoại đi triệu bình lương gật đầu đồng ý hứa minh huy rất nhanh liền bấm số kia A, à, điện thoại ngược lại là gọi được, vấn đề chính là ở, vẫn không người tiếp. Điện thoại không người tiếp, Hứa Minh Huy liền phát mấy lần, cuối cùng từ bỏ, sau đó nói cho Triệu Bình Lương, Triệu thúc, như thế này, ta sẽ gọi qua cho bạn nghĩ phương pháp liên hệ với Ninh Nhụy Nhụy, xem điện thoại đến cùng có phải nàng hay không, các ngươi ở nhà chờ tin tức, nếu có bọn cướp liên hệ các ngươi, nhớ kỹ phải lập tức cho ta biết, bây giờ ta đi ra ngoài một chuyến. Được, cứ làm như thế. Triệu Bình Lương gật đầu một. Hứa Minh Huy cũng không nhiều lời, rất nhanh từ biệt rời khỏi. Chúng ta thật sự chờ tin tức như vậy sao? Lúc này, Dư Ngọc Mai nhịn không được hỏi, mặc dù con người tiểu hứa không tệ, nhà họ hứa bọn họ cũng có thể có chút thực lực, nhưng chúng ta không thể gửi gắm an toàn của Thanh Thanh lên người hắn được. Đương nhiên không thể đều trông cậy vào hắn. Giọng điệu của Triệu Bình Lương bình tĩnh, ta sẽ liên lạc với bên phía Kinh Thành một chút, nếu hạ thiên đi ra thì bọn hắn khẳng định có biện pháp liên hệ với hạ thiên mặc dù ta không thích tên tiểu tử hỗn đản kia nhưng vì suy nghĩ cho an toàn của thanh thanh liên hệ hắn là tốt nhất vậy ngươi mau gọi điện thoại đi dư ngọc mai yên lòng nhà họ triệu bọn họ ở giang hải cũng là gia tộc lớn nhưng bọn hắn trên bản chất chỉ là chi nhánh của nhà họ triệu ở kinh thành lực lượng thật sự của nhà họ triệu vẫn là ở bên đó triệu thanh thanh rõ ràng không biết trong nhà đang lo lắng an toàn của nàng Bây giờ nàng vẫn còn đang vô cùng tập trung ý chí luyện tập yoga, còn chuông điện thoại thì nàng đã nghe được. Thậm chí, Hạ Thiên còn cầm qua điện thoại liếc mắt nhìn, nhưng phát hiện là số lạ nên lại ném qua một bên. Nói ra, Triệu Thanh Thanh thật sự từng rất chuyên tâm nghiên cứu yoga, thậm chí nàng còn kết hợp yoga với võ công, sáng tạo ra rất nhiều tư thế yoga có độ khó cao mới. Mà thực ra, người tu tiên giống như Hạ Thiên không hề có hứng thú gì với cái gọi là yoga, hay nói cách khác là hơi chướng mắt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại cảm thấy yoga đúng thật là không tệ, một số tư thế yoga nào đó trông có vẻ thật sự rất gợi cảm mê người. Thế là Hạ Thiên quyết định nghiêm túc học tập yoga, như vậy thì sau này có thể bảo chân dài muội muội cũng luyện cho hắn nhìn xem, ừm, vậy nhất định sẽ đẹp mắt hơn. Nghe nói sư phụ sắc lang này của mình muốn học yoga, tuy Triệu Thanh Thanh cảm thấy Hạ Thiên chỉ cảm thấy tư thế của nàng gợi cảm đẹp mắt, nhưng vẫn rất nghiêm túc luyện tập lần lượt các loại tư thế mà nàng biết. Ừm Nàng đã luyện mấy tiếng nên rất mệt, bụng cũng đói nữa, nhưng nàng quyết định vẫn cố chịu đựng, cho dù như thế nào, lần này thỏa mãn sư phụ Sắc Lang này trước đã, không thì sau này nàng lấy gì cạnh tranh với mấy người băng băng tỷ chứ. Dù sao thì nàng vẫn có khoảng cách không nhỏ so với các nàng, mà lần này, nàng gần như được tính là thừa nước đục thả câu, không phải băng băng tỷ các nàng chạy hết rồi thì nàng sẽ không thể thành công. Thời gian bất chi bất giác đã đến đêm khuya, nhưng tiếng chuông điện thoại của hạ thiên vẫn vang lên hạ thiên tiện tay vẫy một cái làm cho điện thoại bay qua nhìn thoáng qua hắn có chút ngạc nhiên không ngờ lại là ninh nhụy nhụy gọi điện thoại đến tiểu muội chân dài cô nhớ ta rồi sao hạ thiên lập tức nhận cuộc gọi điện thoại đêm hôm khuya khoắt tiểu muội chân dài này gọi điện thoại cho hắn chắc chắn là đã nhớ hắn sư phụ tiểu muội chân dài là ai vậy triệu thanh thanh ghé vào bên tai hạ thiên nhỏ giọng hỏi lưu manh chết tiệt, có quỷ mới nhớ ngươi, là đêm hôm khuya khoát có người gọi điện thoại cho ta nói muốn tìm Triệu Thanh Thanh. Sao ngươi lại dùng chứng minh nhân dân của ta để đăng ký số điện thoại của ngươi chứ? Ninh nhụy nhụy rất bực bội, bỏ đi, ta lười quản, tóm lại nếu như ngươi biết Triệu Thanh Thanh ở đâu thì nói nàng ta gọi điện về nhà, nhà nàng ta đang cảm thấy nàng ta đã bị bắt cóc. Ninh nhụy nhụy nói xong rồi cúp máy luôn. Tiểu muội chân dài này vừa trở thành vợ nho nhỏ số một mà đã nóng nảy hơn rồi. Hạ Thiên lầm bẩm nhưng cũng không tiếp tục gọi điện, mà nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, hình như nhà của ngươi nghĩ rằng ngươi bị bắt cóc, ngươi có cần gọi điện cho cha ngươi không? Biết rồi, Triệu Thanh Thanh cầm lấy điện thoại của Hạ Thiên, hình như điện thoại ta rớt ở hiện trường tai nạn xe rồi, chắc là sau khi cảnh sát phát hiện đã thông báo cho nhà ta biết. Suy đoán của Triệu Thanh Thanh cũng không chênh lệch quá lớn. Tóm lại, nàng sắp dùng điện thoại của Hạ Thiên để gọi điện cho Triệu Bình Lương. Alo, ba, là ta đây không phải ninh nhụy nhụy gì đó đợi đã ba người nói đến ninh nhụy nhụy nào là người đó à ô ta biết rồi ta không thân với nàng ta đây không phải điện thoại nàng ta là của sư phụ ta chính là hạ thiên ta không sao hôm nay ta gặp phải bọn bắt cóc còn có tai nạn xe nữa nhưng ta gọi điện cho sư phụ hắn tới cứu ta rồi bây giờ ta đang ở thị xã mộc dương tóm lại ta không sao các ngươi đừng lo lắng mấy ngày nữa ta sẽ về như vậy nha ta cúp máy đây Khoảng 10 phút sau, Triệu Thanh Thanh mới cúp điện thoại, đặt điện thoại xuống, nàng nhìn Hạ Thiên, "Sư phụ, người cũng có tư tình với Ninh Nhụy Nhụy à?" "Nàng ta chính là tiểu muội chân dài đó sao?" "Chân nàng ta đúng là khá dài." "Tiểu muội chân dài là vợ nho nhỏ của ta." Hạ Thiên rất nghiêm túc nói. "Vợ nho nhỏ gì cơ?" Triệu Thanh Thanh hơi khó hiểu, thấp hơn vợ bé một cấp bậc sao? "Không sai, Hạ Thiên rất vừa lòng về năng lực lý giải của Triệu Thanh Thanh." "Hả?" Sư phụ, vậy thì ta là vợ bé hay là vợ nho nhỏ? Triệu Thanh Thanh buồn bực, tại sao băng băng tỷ các nàng đi hết rồi mà nàng vẫn có đối thủ cạnh tranh siêu mạnh như Ninh Nhụy Nhụy chứ? Đôi chân đó của Ninh Nhụy Nhụy, nàng nhìn thôi cũng rung động rồi. Trong đầu Triệu Thanh Thanh hiện lên một ý nghĩ, thế là không đợi Hà Thiên nói chuyện, nàng lập tức lại nói, "Bỏ đi, sư phụ, ta vẫn không nên làm vợ ngươi thì hơn, ta làm đồ đệ ngươi, ừm, ta còn có thể kiêm chức làm huấn luyện viên yoga của ngươi nữa." cho dù trước kia triệu thanh thanh vẫn luôn muốn làm vợ bé của hạ thiên nhưng bây giờ đến lúc nàng thật sự trở thành nữ nhân của hạ thiên lại bắt đầu cảm thấy vẫn phải đặc biệt một chút vậy thì nên làm đồ đệ trên danh nghĩa ừm làm sư đồ với nhau như vậy cũng khá tốt hình như cũng khá kích thích đột nhiên triệu thanh thanh muốn tiếp tục làm huấn luyện viên yoga cho hạ thiên một lát nữa thế nhưng lần này nàng vừa nhúc nhích đã phát hiện cơ thể đã hoàn toàn không còn sức sư phụ Bây giờ ta thật sự đói quá, trong âm thanh của Triệu Thanh Thanh có một chút ý làm núng, hay là chúng ta ra ngoài ăn chút đồ ăn đêm đi? Được, Hạ Thiên đồng ý rất sảng khoái, ưm, mặc quần áo vào, nhớ đừng mặc bộ đó. Ta biết rồi, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, sau này ta luyện yoga một mình thì sẽ mặc bộ đó. Trong lòng Triệu Thanh cũng khá vui, nàng thích sư phụ nhỏ nhen như vậy. Biểu môi, Triệu Thanh Thanh lại nói, sư phụ đến bể bơi lấy cái vali qua đây giúp ta, bây giờ ta không còn sức để di chuyển nữa rồi, nghỉ một lát đã, a à. Miệng bị bịt lại, một ngụm linh khí truyền đến, Triệu Thanh Thanh lập tức phát hiện mình lại có sức. Đúng lúc Triệu Thanh Thanh nghĩ có cần để đói bụng nữa để ở bên sư phụ này không thì Hạ Thiên buông miệng ra, ngươi di chuyển được rồi. Sư phụ, ta còn có một bộ quần áo xinh đẹp nữa, bây giờ ta đi mặc cho ngươi xem. Triệu Thanh Thanh vực dậy, nhanh chóng chạy về phía mái nhà bể bơi lúc này nhà họ triệu ở giang hải thanh thanh thật sự ở cùng hạ thiên dư ngọc mai nhìn chồng mình hơi phiền muộn đúng số điện thoại đó đúng thật là của hạ thiên còn sao có thể đăng ký dưới danh nghĩa của ninh nhụy nhụy thì bây giờ còn không rõ lắm triệu bình lương gật đầu thanh thanh đích thực đã xảy ra tai nạn xe còn suýt chút nữa bị bắt cóc nhưng nếu bây giờ nó đã ở cùng hạ thiên thì chắc là không sao chỉ là triệu bình lương muốn nói lại thôi trầm ngâm người lo thanh thanh và hạ thiên trông dư ngọc mai cũng khá lo lắng thật ra lo lắng cũng không có ích gì mấy năm nay thanh thanh vẫn luôn như vậy lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng chỉ đùa giỡn nhưng mười mấy năm trôi qua cách nghĩ của nàng vẫn không thay đổi chỉ sợ triệu bình lương lắc đầu bỏ đi thuận theo tự nhiên thôi tuy rằng ta không thích hạ thiên nhưng chỉ cần thanh thanh vui là được vậy có phải gọi điện cho tiểu hứa không nói về chuyện này dư ngọc mai do dự một hồi mở miệng hỏi. Xem ra người đúng thật là khá thích tiểu hứa triệu bình lương lắc đầu, đúng là phải gọi điện, dù gì hắn vẫn luôn giúp chúng ta. Nghĩ một lát, triệu bình lương cầm điện thoại lên, bấm gọi cho hứa Minh Huy, tiểu hứa, là ta, đã tìm thấy Thanh Thanh rồi, nàng không sao, ừm, nàng đang ở thị xã Mộc Dương, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nàng dự định mấy ngày nữa sẽ trở về, bây giờ cũng khá muộn rồi, ta thấy ngày mai thì đi Mộc Dương, bây giờ ngươi đi. Chắc không cần đâu, vậy, được rồi mấy phút sau triệu bình lương cúp điện thoại quay đầu nhìn dương ngọc mai tiểu hứa sẽ lập tức đi tới mộc dương phải xem bản lĩnh của hắn rồi nếu hắn thật sự có thể làm thanh thanh cảm động ta cũng ủng hộ nhưng ngọc mai đừng nói ta không nhắc nhở ngươi chuyện này đối với tiểu hứa chưa chắc là chuyện tốt ta cũng chỉ là muốn thanh thanh tìm được một người chồng tốt con người hạ thiên đó tuy bản lĩnh lớn nhưng thật sự không thích hợp với thanh thanh nhà chúng ta dư ngọc mai bất lực nói bây giờ thanh thanh cũng không còn nhỏ tuổi nữa nàng ta không thể luôn chậm trễ như vậy con người tiểu hứa không tệ cứ để thanh thanh qua lại với hắn trước đã lỡ như thành thì sao được rồi đừng suy nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi sớm đi triệu bình lương thật ra không ôm hy vọng quá lớn đối với việc này mười mấy năm qua không thể khiến con gái của hắn thay đổi ý nghĩ bây giờ một hứa minh huy e rằng cũng không làm được gì mặc dù con người hứa minh huy cũng không tệ lắm nhưng đối với triệu thanh thanh thì lại cũng không tính là đặc biệt gì triệu bình lương hiển nhiên không biết triệu thanh thanh đã đạt được mục đích của mình hắn cũng không biết lúc này con gái bảo bối của hắn đang thay một bộ quần áo mới thử lấy lòng hạ thiên lúc này hạ thiên đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách chờ triệu thanh thanh đi xuống khi phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân hạ thiên cũng đã rất tự nhiên nhìn qua đó sau đó hắn nhìn thấy một triệu thanh thanh khác thành thục yêu nhã rất có vị nữ nhân. Triệu Thanh Thanh đã 30 tuổi, thật ra vốn dĩ chính là một nữ nhân rất thành thục, chẳng qua đại đa số thời gian, cách ăn mặc của nàng giống với biệt hiệu bây giờ của nàng, giống là một nữ hiệp hơn. Trên cơ bản, cách ăn mặc của Triệu Thanh Thanh là cái loại thích hợp lập tức đánh nhau với người khác, cho dù là lúc nào. Nói trắng ra, chính là cách ăn mặc loại hình vận động. Tuy cách ăn mặc loại hình vận động cũng không tệ, nhưng trên thực tế sẽ làm Triệu Thanh Thanh thiếu một chút vị nữ nhân đồng thời sẽ làm nàng không phải lộ thân hình như thế. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Thanh đã hoàn toàn lật đổ hình tượng của của mình. Một bộ lễ phục giả hội màu đen, thật ra thì thiết kế cũng không khác biệt rõ ràng với các lễ phục giả hội khác, hơn nữa cũng loại lễ phục giả hội tương đối bảo thủ. Nhưng lúc này, mặc trên người Triệu Thanh Thanh lại có vẻ rất thích hợp. Đường cong vóc dáng vừa đúng của nàng ta cũng được thể hiện rất nhiều ở trên lễ phục giả hội, dẫm lên giày cao gót, hất mái tóc đẹp nhưng không dài của mình, cả người trông có vẻ đặc biệt có ý vị. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì vừa thật sự biến thành nữ nhân làm nàng càng có vài phần phong tình, triệu thanh thanh của lúc này hoàn toàn lật đổ hình tượng nữ hiệp kia của nàng ta, trở thành một nữ nhân mỹ lệ thật sự, thành thục yêu nhã. Sư phụ, người xem, dáng vẻ này của ta thích hợp ra ngoài với người không? Triệu thanh thanh đi tới chỗ hạ thiên, vẻ mặt chờ mong. Ừm, không tệ, Hạ Thiên cũng khá hài lòng với cách ăn mặc này của Triệu Thanh Thanh, đẹp cũng có thể ra ngoài. Thuận tay ôm vòng eo của Triệu Thanh Thanh, Hạ Thiên cười nói, "Bây giờ ngươi chính là mỹ nữ đồ đệ ngoan nhất của ta." "Yeah, thật tốt quá." Triệu Thanh Thanh hơi hưng phấn, nàng rất vừa lòng với nhân vật này. "Ừm, um, làm một mỹ nữ đồ đệ của sư phụ cũng khá tốt, thỉnh thoảng còn có thể làm mỹ nữ lão sư của hắn." Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hình như gọi là đóng vai. Triệu Thanh Thanh bắt đầu ảo tưởng các loại cuộc sống sau này, trong lúc nhất thời cảm thấy tương lai quả thật quá đẹp. Ta nói Thanh Thanh tỷ tỷ, sao mới đấy người lại phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa vậy? Một giọng nói làm hỏng không khí đột nhiên vang lên. Tất nhiên là Thạch Thuần mới nói như vậy, không ngờ lúc này nàng mới trở về. Thuần Thuần, người mới là người phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Thanh Thanh cho Thuần Thuần một nhìn khinh bỉ, cái này của ta được gọi là thay đổi về lượng gây ra biến đổi về chất, còn gọi là gì nữa? à, cái gì mà thoát thai hoán cốt, niết bàn trùng sinh. Dù sao thì, bây giờ ta chính là mỹ nữ đổ đệ ngoan ngoãn nghe lời nhất của sư phụ, ban ngày bưng trà rót nước cho sư phụ, buổi tối làm ấm giường ngủ cùng sư phụ. Hiện tại thế nào, ta cùng với vị sư phụ đẹp trai đi ra ngoài ăn khuya, người có muốn đi không? Không đợi Thạch Thuần lên tiếng, Triệu Thanh Thanh lại có chút buồn bực, không đúng, thuần thuần, sao bây giờ ngươi mới trở về? Ngươi còn trẻ tuổi mà đã ra ngoài chơi muộn như vậy là không được rồi. Này, Thanh Thanh tỷ tỷ, tối nay ta mà không trở về, chẳng lẽ phải đứng ở đây nghe chuyện ngươi và anh rể lêu lỏng sao? Thạch Thuần khẽ hừ một tiếng, ta đã định tối nay không về, nhưng Thanh Thanh tỷ tỷ, đừng trách ta không nói cho ngươi biết nha, có vẻ như anh rể không thích ngươi đâu. Khi hắn ở chung với chị ta, chắc chắn là cả đêm sẽ không để chị xuống giường. Không sao cả, dù sao thì ta cũng không muốn tranh với chị của ngươi, hơn nữa, bây giờ chị ngươi đã chạy rồi, cũng chỉ có tiểu đồ đệ ta ở bên cạnh sư phụ thôi." Triệu Thanh Thanh không quan tâm chút nào tới vấn đề này, nàng không thèm so đo với các nàng đâu, đây không phải là tự làm cho mình ấm ức sao? "Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi thừa lúc người ta đi vắng mà nhảy vào là không tốt. Cái này gọi là cạnh tranh không lành mạnh." Thạch Thuần nghiêm nghị nói. "Ta thích như vậy đó, nếu ngươi cảm thấy không phục thì giúp chị của ngươi đi." Triệu Thanh Thanh cười nói, "Đi thôi." Sư phụ, chúng ta đi ăn khuya thôi. Thanh Thanh tỷ tỷ, người quá không tốt rồi. Chính ngươi đã 30 tuổi mà còn đi chơi, muốn để ta mất tự do sớm như vậy, ta phải chơi ít nhất 3 năm nữa. Thạch Thuần bĩu môi rồi ngáp một cái, "Ai, anh rể, ngươi và Thanh Thanh tỷ tỷ ăn khuya đi. Các ngươi ăn xong thì có thể đi thuê phòng, đừng quay lại đây, để ta ngủ được ngon giấc." "Thuần Thuần, người đi ngủ đi, ngủ nhiều sẽ béo hơn." Như vậy sau này ngươi sẽ không cần phải tự vẽ dáng người mình tốt hơn nữa rồi." Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn và Triệu Thanh Thanh đi ra khỏi biệt thự. Thuần Thuần giơ nắm tay nhỏ về phía sau lưng Hạ Thiên, có ý muốn để anh dễ nhìn nhưng nàng vẫn cố nhịn chút xúc động xuống, nàng không thể bị mắc lừa được, nàng luôn cảm thấy rằng anh dễ đang cố ý dùng phép khích tướng. "Sư phụ, Thạch Thuần vẽ dáng người mình tốt hơn là có chuyện gì vậy?" Triệu Thanh Thanh có chút tò mò. "Ồ, thuần thuần đã tự vẽ một bức tranh khỏa thân cho mình. Vẽ lên vóc dáng khá tốt, còn tốt hơn so với thân hình của nàng. Hạ Thiên thuận miệng nói, dù sao thì thuần thuần cũng là một người dối trá, không nên tùy tiện tin tưởng nàng. Triệu Thanh Thanh âm thầm nghĩ, ý này chẳng phải là, sư phụ biến thái này đã gián tiếp nhìn thấy thân hình của Thạch Thuần rồi sao? Người như vậy lại không ra tay với Thạch Thuần, chuyện này thật không khoa học. Vẫn còn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Triệu Thanh Thanh tự nhủ với của mình, mặc dù nàng không có ý định tranh với băng băng tỷ và những người khác, nhưng bây giờ đám người băng băng tỷ lại không ở đây, nàng phải bảo vệ một chút địa vị của mình mới được. Ừm, nàng không thèm học thuần thuần, nàng không cần tự do. Nàng cũng không muốn chơi đến năm 30 tuổi. Trước đây, nếu không phải là sư phụ không muốn nàng thì nàng đã sớm đi cùng sư phụ. Sau này, nàng muốn ở bên cạnh sư phụ. Khoảng 10 phút sau, Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên đến chợ đêm ở thành phố Mộc Dương. Trước đây, khi nơi này được gọi là huyện Mộc Dương thì chưa có chợ đêm, sau này nơi đây trở thành thành phố du lịch thì mới bắt đầu quy hoạch tương ứng, nói cho cùng là để người ngoài tới sẽ dễ tìm thấy địa điểm. Ví dụ như, nếu người muốn đi đến một quán bar, hãy đến một đường phố chuyên mở quán bar. Nếu người muốn ăn khuya hãy đến khu chợ đêm, mặc dù điều này có vẻ không gì đặc sắc, nhưng trên thực tế, đối với khách du lịch thì đây lại là chuyện tốt, không cần giống như một con ruồi không đầu chạy khắp nơi, không phải lo lắng về việc bị người khác lừa khi hỏi đường. Mặc dù bây giờ đã là hơn 12 giờ, nhưng ở chợ đêm thực sự vẫn có khá nhiều người tới ăn khuya, đương nhiên là cũng không đến nỗi chật ních. Mà Triệu Thanh Thanh đang rất đói, đặc biệt là sau khi tới nơi này, người thấy mùi thơm của những xiên thịt nướng lại càng cảm thấy đói. Nàng cũng không chọn nữa, tùy tiện tìm một quán thịt nướng nhìn vừa mắt, tìm chỗ xong rồi ngồi xuống bên trong quán thịt nướng không có nhiều bàn, hầu hết mọi người đều ngồi ở ngoài. Triệu Thanh Thanh cũng lôi kéo Hạ Thiên ngồi ngoài, sau đó phát huy theo phong cách của Hạ Thiên, món nào ít thì gọi 10 phần, nhiều thì gọi hai phần. Sư phụ, có muốn uống chút rượu không? Triệu Thanh Thanh cảm thấy mình nên uống một chút rượu để ăn mừng, đối với nàng mà nói, hôm nay thực sự là một ngày trọng đại, nàng không thể đến nhà hàng phương Tây uống rượu vang lãng mạn, vậy uống một ít bia bên đường cũng được. Hôm nay ngươi làm chủ, Hạ Thiên nghiêm túc nói, mỹ nữ Đồ Đệ này rất ngoan, hơn nữa trước đây nàng cũng làm cho Hạ Thiên vui vẻ, đặc biệt là sau khi các vợ đi rồi, bây giờ chỉ có người Đồ Đệ này là nhất. Bởi vì Triệu Thanh Thanh ngoan như vậy, Hạ Thiên cảm thấy mình nên đối xử tốt với nàng một chút, cho nên hắn mới để nàng tự làm chủ. Sư phụ, người thật tốt, mặc dù Triệu Thanh Thanh đã 30 tuổi, nhưng lúc này nhìn nàng vẫn như một đứa trẻ. Có lẽ ở trong thế giới của nàng, chuyện này thật sự giống như 10 năm trước khi nàng 18 tuổi, Hạ Thiên 19 tuổi, hai người vừa gặp mặt nhau. Dù sao thì bây giờ nhìn Hạ Thiên vẫn giống như khi đó, ngược lại là nàng, nàng đã trưởng thành hơn về mọi mặt, nhưng ngoài sự trưởng thành của cơ thể, nàng thực sự không thích sự trưởng thành ở những khía cạnh khác. Ông chủ, cho hai bia tươi trước đã, Triệu Thanh Thanh gọi một tiếng. Được, đến ngay đây, ông chủ lên tiếng, mặc dù chỉ có hai người nhưng vừa rồi Triệu Thanh Thanh gọi nhiều đồ ăn như vậy, cho nên hiện tại ông chủ nơi đó đã coi đại mỹ nữ này trở thành khách hàng lớn. Hai phút sau, mỹ nữ, bia tươi người muốn đây, đợi một chút ta sẽ lấy cho người một ít xiên nướng để lót dạ trước. Ông chủ mang hai ly bia lên trước, sau đó quay người đi vào rồi lấy ra mấy chục xiên thịt, ừm, hơn phân nửa là cái này được nướng cho người khác, nhưng lại đưa trước cho Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh cũng đang đói đến bủn rùn, nàng cầm lên một ly bia tươi lớn, sư phụ, Chúng ta cụng ly trước đã, ăn mừng một chút. Lúc này, Hạ Thiên rất phối hợp cầm lên một ly bia tươi khác, hắn cụng ly với Triệu Thanh Thanh, sau đó uống một ngụm lớn. "Sư phụ, ta ăn trước đây, đói chết ta rồi." Triệu Thanh Thanh đặt ly xuống, nàng lập tức bắt đầu chiến đấu với xiên thịt nướng. Một hơi ăn hết mấy chục xiên thịt, cuối cùng Triệu Thanh Thanh cũng khôi phục lại một chút thể lực, sau đó nàng cầm lấy xiên cuối đưa tới bên miệng Hạ Thiên, "Sư phụ, người cũng ăn một ít đi." bản thân là một đồ đệ, Triệu Thanh Thanh rất có giác ngộ. Vừa rồi quá đói, bây giờ nàng cũng không đói như vậy nữa, vì thế nàng bắt đầu phục vụ đồ ăn cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lại một lần nữa cảm thấy bản thân rất có ánh mắt nhìn người, mỹ nữ đồ đệ này thật sự rất ngoan, ừm, chẳng kém gì xương nha đầu nhà hắn. Mà lúc đầu, Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên còn ngồi đối diện với nhau, một lúc sau Triệu Thanh Thanh cảm thấy việc đút cho sư phụ như thế này thật bất tiện, nên nàng quyết định đổi vị trí rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Không lâu sau, nửa người của nàng đã trực tiếp dựa vào người Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng thoải mái tận hưởng sự phục vụ này của Triệu Thanh Thanh, vì đã có mỹ nữ đổ đệ đút cho hắn ăn, nên hắn tất nhiên không cần phải tự mình làm việc đó. Chỉ là vừa nhìn tới càng bắt mắt hơn. Vốn dĩ vị đại mỹ nữ Triệu Thanh Thanh vẫn luôn thu hút sự chú ý của người khác như vậy, dáng dấp dễ nhìn, thân hình cũng tốt hơn nữa nàng còn mặc lễ phục giả hội đi ăn thịt nướng khiến cho người ta có cảm giác như danh môn thiếu nữ ăn vẫn chưa no trong bữa tiệc tối cao cấp vậy mà bây giờ vị này lại đi phục vụ một người nam nhân khác ăn đương nhiên là càng thêm trói mắt đây là đi ra ngoại tình à à không phải đâu ngoại tình sẽ không quang minh chính đại như thế chứ có lẽ là tiểu bạch kiểm được bao nuôi tiểu bạch kiểm là gì nếu ngươi không hiểu thì hãy lên google dáng dấp thằng nhóc kia không ra sao cả, còn không được tính là một tiểu bạch kiểm. Các ngươi không hiểu sao, bây giờ mấy thiếu nữ giàu tìm tình nhân cũng không cần nhìn mặt. Vậy thì nhìn gì? Ngươi là nam nhân mà còn không hiểu chuyện này sao? Tất nhiên là nhìn vào năng lực trên giường rồi. Bên cạnh có rất nhiều người đang bàn luận ở đó, mặc dù Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đều có thể nghe thấy được, nhưng hai người không thèm để ý đến bọn hắn. Sư phụ, người thật sự rất đẹp trai, triệu thanh thanh còn an ủi hạ thiên một câu về chuyện năng lực nào đó càng không cần phải nói người sư phụ này không phải là người mạnh mẽ bình thường không sai ta chính là người đẹp trai nhất trên thế giới hạ thiên càng hài lòng với mỹ nữ đồ đệ này hơn vẫn là đồ đệ tốt nàng biết sư phụ đẹp trai không giống như cửu nha đầu và tiểu muội chân dài lúc nào ánh mắt của các nàng cũng có vấn đề thế mà lại cảm thấy hắn không đẹp trai này người đẹp người không phải là người nơi này đúng không Đúng lúc này có một âm thanh truyền đến, rõ ràng, cuối cùng cũng có người không nhịn được đi tới bắt chuyện, đúng rồi, ta nói người đẹp này, người đừng nghĩ lời này của ta thô tục, nhưng nhìn ngươi thật sự rất quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Nam nhân này khoảng 20 tuổi, đầu trọc xăm trổ, khá vạm vỡ, nhìn hắn còn có chút dọa người. Nếu ngươi thực sự cảm thấy ta quen mắt, vậy chắc ngươi từng nhìn thấy ta trên tivi rồi. Triệu Thanh Thanh thuận miệng nói, hiện tại tâm trạng của nàng rất tốt, tính tình tự nhiên cũng rất tốt. Trên tivi thanh niên xăm trổ hơi ngạc nhiên, ta nói người đẹp, chẳng lẽ ngươi là minh tinh sao? Nhưng không đúng lắm, ta không xem tivi nhiều, nếu không thì người đẹp, người có thể giới thiệu về mình một chút được không? Ừm, ta tên là Triệu Thanh Thanh, có vài người gọi ta là nữ hiệp Thanh Thanh, nhưng thật ra ta là hiệp nữ của Hạ Thiên, người đã từng nghe nói qua chưa? Triệu Thanh Thanh bình tĩnh nói. Nữ hiệp Thanh Thanh, mấy người bên cạnh đều sửng sốt, Nhiên nhiên thật sự có không ít người đã từng nghe qua cái tên này. Ai, đừng nói, thật sự rất giống Triệu Thanh Thanh. Nhưng so với Triệu Thanh Thanh vẫn có cảm giác khác. Đây không phải là đồ giả mạo chứ? Theo lý thuyết thì cũng có thể lớn lên đẹp mắt như vậy, không đáng để đi giả mạo người khác. Triệu Thanh Thanh thật sự rất nổi tiếng, có rất nhiều người biết tới nàng, thành phố Mộc Dương cách Giang Hải cũng không xa, mà Triệu Thanh Thanh lại chính là người Giang Hải. Người xung quanh đây càng quen thuộc với Triệu Thanh Thanh hơn. Vấn đề là hiện tại Triệu Thanh Thanh thật sự không hợp với hình tượng của nàng trên TV, cho dù nhìn có chút giống cũng chỉ là khiến cho người ta thấy quen mắt. Ngay cả khi Triệu Thanh Thanh tự khai ra thân phận thì cũng không mấy người có thể xác định được. Hóa ra là nữ hiệp Thanh Thanh, thật là trùng hợp, vừa khéo ta lại là đại hiệp Bờ Sông, chúng ta rất xứng đôi đó. Đúng lúc này lại vang lên một âm thanh âm dương quái khí. Thế nhưng người lên tiếng lại không phải là thanh niên xăm trổ đầu chọc trước đó, mà là một nam nhân khác khoảng 30 tuổi, tướng mạo của hắn không có gì đặc biệt, chính là đôi mắt tương đối nhỏ. Lúc này, đôi mắt nhỏ của hắn đang nhìn chằm chằm vào triệu thanh thanh. Đi cùng với nam nhân này còn có vài người nam nhân khác chạc tuổi nhau, mà hình như bọn hắn đều hiểu ý trong lời nói của nam nhân mắt hí, trên mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Người có ý gì, rõ ràng là Triệu Thanh Thanh không hiểu. Mà trên thực tế, nhiều người bên cạnh cũng không hiểu được đại hiệp bờ sông đó là cái gì ta không hiểu tại sao hắn lại nói mình xứng đôi với nữ hiệp thanh thanh chờ đã người đó chưa chắc đã là nữ hiệp thanh thanh đâu thật ra ta vừa tra một chút nhìn vào bức ảnh ta nghĩ đây thực sự là nữ hiệp thanh thanh ta cũng cảm thấy nàng không giống như đang giả mạo xinh đẹp như vậy không cần phải giả mạo người khác trong lúc mọi người vẫn chưa thể đoán ra rốt cuộc đại hiệp bờ sông là ai thì ngay lúc đó, những người đi cùng với nam nhân mắt hí bắt đầu hát. Ừm, giai điệu của bài hát này nghe cũng không tệ lắm. Thanh thanh hà biên thảo, ung dung trời không lão. Giã hỏa thiêu bất tận, mưa gió thổi không ngã. Thanh thanh hà biên thảo, kéo dài đến góc biển. Tạm dịch, hà biên thảo nghĩa là cỏ bên bờ sông, nhưng từ thảo lại đồng âm với từ trịch đại loại là thanh thanh hà biên thảo nghĩa là chỉ thanh thanh bên bờ sông. Ban đầu bài hát khá bình thường, nhưng sau khi mọi người nghe xong thì ai cũng cảm thấy không đúng. Con mẹ no, tên khốn này lại dám đùa giỡn nữ hiệp thanh thanh. Mẹ nó, cái này không phải là đùa giỡn, mà là mắng chửi người. Mẹ nó, ca từ của bài hát thật sự rất hay, vậy mà bọn hắn lại có thể nghĩ đến điều xấu xa như vậy. Cái gì mà nữ hiệp thanh thanh và đại hiệp bờ sông chứ, sau đó lại còn thanh thanh hà biên thảo. Chết tiệt, có phải các ngươi thiếu ăn đòn không? Ta đánh ngươi một trận. Có người hình như là fan hâm mộ của Triệu Thanh Thanh, trực tiếp chửi bới mắng những người đó. Ngươi đang mắng ai thế? Muốn đánh nhau phải không? Đừng tưởng rằng các ngươi là người địa phương nên chúng ta phải sợ, tới đây, chúng ta cũng không sợ các ngươi. Những người ngồi cũng bàn này với nam nhân mắt hí rất hung dữ, trực tiếp cua chai bia lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ngươi cảm thấy ta và ngươi rất xứng đôi sao? Dáng vẻ quái gì kia của ngươi mà lại nói xứng đôi với ta à? Lúc này, Triệu Thanh Thanh mới lên tiếng, hiển nhiên, cuối cùng nàng cũng đã biết được đại hiệp bờ sông là cái quái gì rồi. Rõ ràng là người kia đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng, hơn nữa hay là một cách rất hèn hạ. Triệu Thanh Thanh đứng lên nhìn nam nhân mắt hí kia, loại người như ngươi lại muốn ngủ với ta sao? Nào, tới đây, đừng chỉ nói mà không làm. Ta nói người đẹp này, người đừng có nói chuyện khó nghe như vậy, người nói ai là người quái dị. Nam nhân mắt hí thực sự đứng lên, vậy bạn trai của ngươi thì sao? Ta thấy dáng dấp của hắn cũng chẳng ra gì cả. Người có thể được gọi là nữ hiệp thanh thanh, nên tất nhiên ta cũng có thể gọi là đại hiệp bờ sông rồi, người có thể đừng xen vào chứ. Nếu như ngươi không muốn phục thì cứ để bạn trai của ngươi tới, ta có thể đấu một mình với hắn, miễn cho người khác nói ta bắt nạt một nữ nhân. A, à, nam nhân mắt hí vốn là vừa nói chuyện vừa tới gần phía Triệu Thanh Thanh, sau đó hắn đi tới trước mặt Triệu Thanh Thanh, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Loại mặt hàng như ngươi cũng dám đến chiếm tiện nghi của ta ư. Dài cao gót của Triệu Thanh Thanh trực tiếp đá vào đúng quần của nam nhân mắt hí, còn dám bắt nạt ta sao? Ngươi đáng bị như vậy. Nam nhân mắt hí vẫn còn kêu thảm, hai tay che lấy đúng quần, cơ thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn thành một đống, nhưng nỗi đau đớn của hắn vẫn chưa kết thúc bởi vì triệu thanh thanh lại đá vào người hắn một cái nữa a à, tiếng hét đau đớn của nam nhân mắt hí không ngừng vang lên bởi vì hắn đau đến nỗi hoàn toàn không thể dừng được tới đây phản kháng lại một chút đi để ta xem đại hiệp bờ sông có năng lực gì nào triệu thanh thanh lại đá lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra đi giày cao gót rất thích hợp để đạp người ừm đây chính là nữ hiệp thanh thanh động tác đó thật tuyệt đây chắc chắn là nữ hiệp Thanh Thanh thật, ta đã thấy nàng luận võ với người khác, chậc chậc, nữ hiệp Thanh Thanh thật lợi hại. Nữ hiệp Thanh Thanh cố lên, đánh chết tên ngu ngốc đó đi. Mấy năm nay, Triệu Thanh Thanh vẫn luôn khiến cho người ta ấn tượng về hình tượng nữ hiệp của nàng, đêm nay nàng đột nhiên ăn mặc như một tiểu thư danh môn đương nhiên khiến người ta khó nhận ra ngay. Đặc biệt là bây giờ nhìn nàng thực sự xinh đẹp và hấp dẫn hơn chút, càng khiến cho người ta khó mà trực tiếp liên hệ thân phận của nàng với Triệu Thanh Thanh. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Thanh vừa ra tay, mọi người lập tức liên tưởng tới hình tượng nữ hiệp Thanh Thanh vốn có của nàng. Mà lúc này, hoàn toàn không ai nghi ngờ về thân phận của Triệu Thanh Thanh nữa, thậm chí có vài người trực tiếp bắt đầu cổ vũ Triệu Thanh Thanh. Chỉ có điều, ngay lập tức bọn hắn phát hiện ra rằng không cần thiết phải cổ vũ, nam nhân tự xưng là đại hiệp bờ sông kia đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Này, ta nói người này, cho dù người chính là nữ hiệp Thanh Thanh thì làm vậy cũng quá mức rồi, hành động này của ngươi gọi là ỷ thế hiếp người lúc này một nam nhân khác ngồi cùng bàn với nam nhân mắt hí mới đứng dậy đi tới nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời thì cũng hét thảm một tiếng a à, ừm hắn cũng không khá hơn đại hiệp bờ sông chút nào hắn cũng bị một cú đá vào đúng quần các ngươi không có một ai tốt lành cả triệu thanh thanh hừ lạnh một tiếng chỉ bằng các ngươi lại dám đùa giỡn với bản nữ hiệp đây chính là tự tìm cái chết sau đó triệu thanh thanh một cước đạp người này ngã xuống nàng bước hai bước phóng tới cái bàn kia đá thẳng một cước lên trên mặt bàn khiến cho cái bàn lật đổ lại tiếp theo nàng lại đá vài cước mấy nam nhân ngồi ở bàn đó đều bị đá ngã trên mặt đất bản nữ hiệp chính là ỷ thế khiếp người đấy thì sao nào các ngươi đi kiện ta đi triệu thanh thanh chưa bao giờ là người nhát gan sợ chuyện từ nhỏ nàng đã là thiên tri kiều nữ vốn là loại người tự cao tự đại chỉ có trước mặt hạ thiên nàng mới là tiểu đồ đệ ngoan ngoãn bây giờ đang ăn thịt nướng ở ven đường cũng bị người ta ôm ngôn uế nữ hơn nữa lại còn ở trước mặt hạ thiên nàng đương nhiên không chịu nổi ai bọn khốn kiếp này còn dám ở đây đùa giỡn nữ hiệp thanh thanh các anh em đánh bọn hắn đi nam nhân đầu chọc có hình xăm lúc trước hô lên một tiếng rồi lao về phía mấy người kia thế là mấy người kia vừa bị triệu thanh thanh đá ngã lại bị mọi người đánh một trận điên cuồng sau đó tất cả đều hôn mê bất tỉnh tiếp đó Nam nhân đầu chọc cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát, "Alo, cảnh sát phải không? Bên này có một đám người hình như uống quá nhiều, uống vào uống ra thì bắt đầu đánh nhau, các người mau tới đây đi." Cúp điện thoại, nam nhân đầu chọc liếc nhìn mọi người một cái, "Lát nữa, mọi người nhớ kỹ nói là bọn hắn tự mình đánh nhau, đừng gây rắc rối cho nữ hiệp Thanh Thanh." "Không vấn đề gì, cứ như vậy đi." Dù sao đi nữa thì tất cả mọi người cũng không làm cái gì cả mọi người đều nhao nhao đồng ý làm như thế cái đó nữ hiệp thanh thanh cô thấy như vậy không vấn đề chứ nam nhân đầu chọc đi về phía triệu thanh thanh chuyện trước đây ta thật xin lỗi ta ta thật sự không biết là cô ban đầu ta chỉ muốn bắt chuyện một chút nhưng lại cảm thấy cô rất quen mắt được rồi không sao đâu hôm nay tâm trạng của ta rất tốt nên sẽ không tính toán với ngươi chỉ cần ngươi đừng làm phiền ta nữa là được triệu thanh thanh phất tay nàng lại ngồi xuống bên cạnh hạ thiên lại cầm lấy một xiên thịt nướng rồi đưa tới bên miệng hạ thiên sư phụ nào ăn cái này chút đi một đám người đều trợn mắt há mồm đây thật sự là nữ hiệp thanh thanh vừa áp đảo mấy nam nhân trong nháy mắt sao tại sao nàng lại dịu dàng với nam nhân đó như vậy không đúng vấn đề mấu chốt bây giờ là nam nhân này là ai chẳng lẽ người đó là bạn trai của nữ hiệp thanh thanh nhưng hình như nghe thấy nàng đang gọi người đó sư phụ nhưng nếu sư phụ thì cũng không đúng, nhìn hai người bọn hắn dựa gần vào nhau như vậy, nửa người nữ hiệp Thanh Thanh đều dựa vào trên người nam nhân kia, gần như thế, rõ ràng là không phải sư đồ gì cả. Cha, có lẽ đó là người đó tên là sư phụ. Triệu Thanh Thanh hiển nhiên không quan tâm đến việc người khác nhìn mình thể hiện tình cảm, trên thực tế nàng hận không thể cho cả thế giới đều biết chuyện này. Nếu không phải vì nàng biết vị sư phụ biến thái này không thích hợp cao sang, hơn nữa mấy năm nay đám người băng băng tỷ tỷ đều đang tận lực để cho người sư phụ này giữ một lý lịch thấp thì nàng đã trực tiếp tuyên bố với cả thế giới rằng nàng có nam nhân. Tuy nhiên, mặc dù không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết, nhưng Triệu Thanh Thanh chắc chắn sẽ không cố ý đi trốn tránh, có lẽ bởi vì màn biểu hiện vừa rồi của nàng nên bây giờ dù mọi người đều thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không ai lấy điện thoại di động ra chụp ảnh gì đó. Ừm, uhm, sau đó mọi người lại phát hiện ra một điều, đó chính là vị nữ hiệp Thanh Thanh này ăn được khá nhiều, đương nhiên nam nhân mà nàng gọi là sư phụ cũng ăn được rất nhiều. Dần dần mọi người phát hiện ra rằng ở quán thịt nướng này, bọn hắn không cách nào ăn được, bởi vì ông chủ chỉ quan tâm đến việc nướng đồ cho nữ hiệp Thanh Thanh, thật sự không để ý đến bọn hắn. Mọi người ra ngoài vào lúc hơn nửa đêm là vì để ăn khuya, không phải vì tới nhìn người nổi tiếng, vì vậy một lúc sau, cuối cùng mọi người cũng thay đổi địa điểm. Tất nhiên bọn hắn không đi xa chỉ đi đến quán bên cạnh mà thôi. Khoảng một giờ sau, sư phụ, người còn muốn ăn nữa không? Cuối cùng thì Triệu Thanh Thanh cũng ăn no, lần này hơn nửa người của nàng đều dựa vào trên người Hạ Thiên, dáng vẻ có chút lười biếng. Trước đó Triệu Thanh Thanh đói bụng đã rằng có một chỗ với Hạ Thiên mấy tiếng đồng hồ, mặc dù là lần đầu tiên trong đời nhưng nàng dường như không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thế nhưng trên thực tế, một mặt là vì nàng vừa tẩy tủy, cơ thể mới có sức mạnh vô hạn hơn nữa tất cả các khía cạnh của cơ thể đều ở trạng thái tốt nhất ở một mặt khác là bởi vì tâm trạng của nàng đang rất vui vẻ thậm chí có thể nói đó là trạng thái hưng phấn sau bao nhiêu năm ước ao cuối cùng cũng thành công sự phấn khích có thể tưởng tượng được mà cho đến bây giờ sau khi triệu thanh thanh đã ăn no trạng thái hưng phấn cuối cùng cũng kết thúc rốt cuộc di chứng mới bắt đầu xuất hiện cuối cùng nàng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ngươi ăn no chưa hạ thiên hỏi ngược lại ta ăn no rồi, nhưng nếu sư phụ còn muốn ăn nữa, ta có thể tiếp tục ăn với ngươi. Lúc này, Triệu Thanh Thanh đã dứt khoát ngồi lên trên người Hạ Thiên. Ồ, oh, thật ra ta đã sớm ăn no rồi, nhưng ta cũng có thể ăn nhiều một chút. Hạ Thiên thuận miệng nói, nếu như ngươi buồn ngủ, vậy chúng ta trở về thôi. Sư phụ, hay là chúng ta không quay về nữa, được không? Hai tay của Triệu Thanh Thanh vòng tay qua ôm cổ Hạ Thiên, sau đó nàng ghé vào bên tai Hạ Thiên, Giọng nói rất quyến rũ, "Sư phụ thân yêu, người có muốn làm đại hiệp bờ sông chân chính một lần không? Chúng ta đi đến bờ sông nhé." Đại hiệp bờ sông. Ban đầu Hạ Thiên không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng bây giờ, hiển nhiên là hắn đã hiểu lời này có ý nghĩa gì, mà hắn cũng lần nữa cảm thấy, mỹ nữ đồ đệ này thật sự quá ngoan. Đồ đệ ngoan như vậy, bản thân là sư phụ, hắn đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của đồ đệ rồi. Vì vậy, Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Triệu Thanh Thanh rời khỏi. Ai, sư phụ, chờ ta trả tiền trước đã. Triệu Thanh Thanh vừa nhớ tới chuyện này, bọn hắn vẫn còn chưa trả tiền, nàng cũng không muốn bị người ta nói là nữ hiệp Thanh Thanh ăn chùa. Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời, nàng đã đến bờ sông, ừm, bờ sông này cách xa chợ đêm, là một chỗ rất thanh tịnh. Điều này khiến Triệu Thanh Thanh có chút không nói nên lời, xem ra nàng ăn chắc bữa cơm chùa này rồi. Mà sư phụ biến thái của nàng đã bắt đầu đóng vai nhân vật đại hiệp bờ sông. Ừm bản thân là một người đồ đệ giỏi, nàng đương nhiên là phải hợp tác. Ngay vào lúc này, ở quán đồ nướng chợ đêm, ai, nữ hiệp thanh thanh, người còn chưa trả tiền, ông chủ quán thịt nướng vừa tiếp đãi hạ thiên và triệu thanh thanh, bây giờ hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nữ hiệp thanh thanh này đến là để ăn chùa sao? Vậy thì đây thực sự là một thiệt hại lớn với hắn. Tuy bữa cơm này sẽ không làm cho hắn phá sản, nhưng ít nhất cũng có thể tiêu tốn của hắn mấy ngàn tệ, Hôm nay hắn chẳng khác gì làm không công một ngày. Theo lý thuyết, không phải hắn không thể đi tìm Triệu Thanh Thanh đòi tiền, vấn đề là trước mắt một vị nữ hiệp Thanh Thanh kia đã chạy không thấy bóng dáng, hắn hoàn toàn không tìm được nàng. Nhưng nếu như hắn lên trên mạng đăng bài viết nói nữ hiệp Thanh Thanh không chịu trả tiền, đến lúc đó hầu hết mọi người sẽ không tin. Sắc mặt ông chủ buồn khổ, hắn đã quyết định tự nhận lấy xui xẻo. Cùng lúc đó, hắn nói thầm trong lòng nữ hiệp thanh thanh kia xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng làm việc như thế thì không đáng yêu chút nào. Bao nhiêu tiền vậy, ta sẽ trả giúp, đúng lúc này có một âm thanh truyền đến. Ông chủ vui mừng khôn xiết, vừa quay người lại thì thấy một nam nhân trẻ tuổi đeo mắt kính. Tổng cộng hết 5.800, ông chủ vội vàng nói. Sau đó cảm thấy cần giải thích một chút, nữ hiệp Thanh Thanh và bạn trai nàng đều ăn rất nhiều, ta đã giảm giá 20% rồi. Được rồi, ta quẹt thẻ nam nhân trẻ tuổi ngắt lời ông chủ, rõ ràng là hắn không quan tâm đến số tiền nhỏ như vậy. Ông chủ cũng rất thức thời, lập tức cầm máy ra quét thẻ thu tiền, sau đó cảm kích nói cảm ơn, cảm ơn ông chủ này. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết bạn trai của nữ hiệp Thanh Thanh là ai không? Nam nhân trẻ tuổi mở miệng hỏi. Không biết, ngay cả nữ hiệp Thanh Thanh cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngoài đời thực. Ông chủ quán thịt nướng lập tức trả lời, nhưng ta nghe thấy nữ hiệp thanh thanh gọi bạn trai là sư phụ, chỉ không biết sư phụ là cách xưng hô hay là một cái tên nữa. Sư phụ, nam nhân trẻ tuổi tự lẩm bẩm một mình, sau đó khẽ nhân mày ta hiểu rồi. Nam nhân trẻ quay người rời khỏi, hắn ngồi vào một chiếc xe ô tô màu đen bên đường, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi. Triệu thúc, ngài ngủ chưa? Ta là tiểu hứa đây. Nam nhân trẻ tuổi này lại chính là hứa Minh Huy, là như thế này ta vừa nhìn thấy thanh thanh tiểu thư, nhưng nàng không nhìn thấy ta, ta ở cùng với một người khác trước. À, đó là một nam nhân, hình như là sư phụ của nàng, Hạ Thiên, Triệu Thúc, ý của ngài nói là, người đó chính là Hạ Thiên sao? Được rồi, Triệu Thúc, ta hiểu rồi. Hứa Minh Huy cúp điện thoại, sắc mặt hắn có chút âm trầm, thật ra hắn không phải vừa tới đây. Khoảng một giờ trước, hắn đã nhìn thấy Triệu Thanh Thanh, cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Thanh Thanh đang dựa vào trong ngực của một nam nhân, vô cùng thân mật. Mà bây giờ, Hứa Minh Huy cũng đã biết được, nam nhân kia chính là Hạ Thiên, người mà cha mẹ của Triệu Thanh Thanh vẫn luôn giữ kín như bưng trong miệng. Hắn không biết Hạ Thiên đến cùng là ai, nhưng từ góc độ của một nam nhân, hắn đủ để đánh giá rằng Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên đã ở bên nhau rồi. Cái gì mà nữ hiệp Thanh Thanh, cũng chỉ là một tiện nhân mà thôi. Hứa Minh Huy nắm chặt tay Thành nắm đấm, sắc mặt có chút dữ tợn, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số. Là ta, cảnh sát rất nhanh sẽ tìm đến nàng, hãy xử lý sạch sẽ nàng đi." Nói xong, Hứa Minh Huy lại cúp điện thoại, chiếc xe màu đen của hắn cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, trong biệt thự của Vân Thanh. Thạch Quân, người tự nhận mình đã ngủ ngon giấc cả một đêm không ngủ, bởi vì nàng vẫn luôn suy nghĩ về việc rốt cuộc anh rể và chị Thanh Thanh kia có quay trở về hay không. Nhưng đợi đến tận sáng, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh vẫn chưa quay lại. Cái gì? Thật sự đã đi khách sạn thuê phòng sao? Thạch Thuần bĩu môi một, coi như vậy đi, mặc kệ bọn hắn ngủ. Cuối cùng Thạch Thuần cũng quyết định bắt đầu đi ngủ, nhưng đúng lúc này, nàng lại nghe thấy tiếng động truyền đến từ phòng khách. Thạch Thuần vội vàng đến phòng khách, sau đó cũng không bất ngờ gì khi thấy Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Thanh Thanh tỉ tỉ, nhìn ngươi hình như tối hôm qua rất mệt phải không? Thạch Thuần chớp chớp mắt, bởi vì lúc này triệu thanh thanh đang được hạ thiên ôm vào trong lòng đôi mắt vẫn còn khép hờ ta buồn ngủ đừng làm phiền ta triệu thanh thanh nỉ non sư phụ ta rất muốn ngủ nếu như ngươi còn chưa làm đại hiệp bờ sông đủ thì hãy để thuần thuần làm cùng với ngươi hả đại hiệp bờ sông chị thanh thanh các ngươi chơi đến kích thích như vậy sao thạch thuần đã hiểu ra trong vài giây nói có chút khoa trương triệu thanh thanh không thèm để ý đến thạch thuần lúc này nàng đã trực tiếp ngủ thiếp đi không còn cách nào khác nàng thực sự rất mệt mỏi ngược lại hạ thiên có tinh thần thoải mái hắn đưa triệu thanh thanh về phòng ngủ sau đó trở lại phòng khách nhưng khi trở lại phòng khách thạch thuần đã chạy đi ngủ rồi kết quả là hạ thiên lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán thôi ta sẽ ngủ cùng với mỹ nữ đồ đệ vậy hạ thiên buồn chán hắn cũng quyết định đi ngủ sau đó chạy đến bên giường của triệu thanh thanh cho dù tinh thần rất tốt, nhưng Hạ Thiên muốn ngủ cũng vẫn có thể ngủ, không phải sao? Không lâu sau đó, hắn thật sự đã ngủ thiếp đi. Bên này, Triệu Thanh Thanh ngủ rất say, nhưng nàng lại không biết rằng giờ phút này, ở trên mạng nàng đang rất hot. Mấy năm này, Triệu Thanh Thanh vẫn luôn rất nổi tiếng, nhưng để nói nàng hot thì thường chỉ là khi nàng tranh tài với người khác. Thế nhưng lần này nàng bỗng nhiên hot trở lại, không phải bởi vì nàng đi chơi với người ta, mà là bởi vì vừa có người tự sát. Khoảng một giờ trước, trên mạng rộ lên thông tin nữ diễn viên nổi tiếng kiếm nữ đã nhảy lầu tự sát. Lúc đầu, nhiều người còn không tin, bởi vì tuy kiếm nữ không phải là một ngôi sao hàng đầu, nhưng bây giờ là khi độ nổi tiếng của nàng đang lên cao, lúc này tự sát thật sự không hợp lý. Tuy nhiên cách đây nửa tiếng, công ty quản lý của kiếm nữ đã đưa ra thông báo chính thức kiếm nữ đúng là tự sát, đồng thời cảnh sát cũng đưa ra thông báo, nhưng trong báo cáo của cảnh sát lại có thêm một chi tiết. Đó là, Nguyên nhân khiến kiếm nữ tự sát không phải vì mắc bệnh trầm cảm, mà là vì sợ tội nên tự sát. Trước khi kiếm nữ tự sát có để lại một bức di thư nói rằng bởi vì nàng ghen ghét với Triệu Thanh Thanh nên đã tìm vài người để bắt cóc Triệu Thanh Thanh. Bây giờ chuyện bị bại lộ, nàng biết mình không thể trốn tránh pháp luật, vì nàng không muốn vào tù nên đã lựa chọn cách tự sát. Đối với việc kiếm nữ ghen ghét Triệu Thanh Thanh, thật ra nhiều người đều tin tưởng. Bởi vì từ lúc kiếm nữ diễn vai nhân vật kiếm nữ kia, sau đó kiếm nữ đã lấy tên nhân vật này làm nghệ danh mới của mình, cả ngày nàng cảm thấy mình chính là nhân vật đại biểu cho nữ hiệp công phu. Hơn nữa còn từng nhiều lần nói nữ hiệp Triệu Thanh Thanh nổi tiếng kia thật ra chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì nàng mới là nữ hiệp thật sự. Vài tháng trước, thậm chí kiếm nữ còn nói rằng mình sẽ chọn nơi thách đấu với Triệu Thanh Thanh vào mùa hè năm nay, luận võ với nàng một trận. Nhưng Triệu Thanh Thanh hoàn toàn không trả lời kiếm nữ. Thật ra, Triệu Thanh Thanh không trả lời lại cũng là chuyện bình thường, dù sao thì Triệu Thanh Thanh và Kiếm nữ thật sự không phải người cùng một thế giới. Trước những lời nói ấy của Kiếm nữ, rất nhiều fan của Triệu Thanh Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì rõ ràng là Kiếm nữ đang lợi dụng Triệu Thanh Thanh. Nhưng hiển nhiên là chẳng có ai ngờ rằng Kiếm nữ lại thực sự có ý định bắt cóc Triệu Thanh Thanh, kết quả là việc đối với chuyện Kiếm nữ đã tự sát, trên mạng vẫn không ngừng chửi bới Kiếm nữ. Không hề nghi ngờ, không ai đồng tình với Kiếm nữ hơn nữa rất nhiều người còn cảm thấy chuyện kiếm nữ trực tiếp nhảy lầu để tránh ngồi tù đơn giản chính là có lợi cho nàng quá rồi tất nhiên điều mọi người quan tâm nhiều hơn là bây giờ triệu thanh thanh thế nào rồi dù sao thì cho đến tận giờ triệu thanh thanh vẫn chưa đưa ra thông báo gì rất nhiều người bắt đầu lo lắng không biết triệu thanh thanh có ổn không mà trong báo cáo của cảnh sát cũng không nói rõ ràng bây giờ tình hình của triệu thanh thanh như thế nào nữ hiệp thanh thanh sẽ không sao chứ Ai biết hiện tại Nữ hiệp Thanh Thanh đang ở đâu không? Có ai từng gặp qua Nữ hiệp Thanh Thanh chưa? Trên mạng mơ hồ bắt đầu nổ ra một cuộc tìm kiếm Triệu Thanh Thanh. Tất cả mọi người đều tính trăm phương ngàn kế để tìm ra tung tích của Triệu Thanh Thanh, bọn hắn rất nhanh đã có được đáp án. Nữ hiệp Thanh Thanh không sao đâu hết, 12 giờ đêm hôm qua ta còn thấy nàng đang ăn thịt nướng. Ta cũng nhìn thấy Nữ hiệp Thanh Thanh, nàng thật sự ở thành phố Mộc Dương vào đêm qua. Nói đến mới nhớ nàng còn ở bên một nam nhân đúng rồi rất thân mật cái gì nữ hiệp thanh thanh có bạn trai rồi sao không phải chứ nữ hiệp thanh thanh thực sự có bạn trai hả bạn trai của nữ hiệp thanh thanh là ai vậy hướng gió trên mạng thay đổi khá nhanh nhanh kết quả là không bao lâu sau mọi người đã không còn chú ý đến chuyện kiếm nữ tự sát cũng như không quan tâm về sự an toàn của triệu thanh thanh nữa bọn hắn chỉ quan tâm đến việc nam nhân của triệu thanh thanh là ai xì căng đan luôn là thứ dễ dàng thu hút sự chú ý của người bình thường, không phải sao, trên mạng đã có vô số người bắt đầu đoán xem đối tượng trong xì căng đan của Triệu Thanh Thanh là ai. Fan hâm mộ của Triệu Thanh Thanh cũng bắt đầu đào ra đủ các loại tên từ nhiều tin tức khác nhau. Chỉ là người từng xuất hiện một chút với Triệu Thanh Thanh đều sẽ trở thành mục tiêu bị nghi ngờ của bọn hắn. Tất nhiên, rất nhiều người trong số đó đã nhanh chóng bị ngoại trừ, nhưng rõ ràng, cuối cùng cũng không phỏng đoán nào đúng thật ra cũng không phải là không ai đoán đúng, bởi vì thật sự có người nói có thể đó là Hạ Thiên, bởi vì Triệu Thanh Thanh từng nói muốn làm vợ nhỏ của Hạ Thiên, còn nàng là nữ hiệp của Hạ Thiên. Vấn đề là, không ai biết suốt cuộc Hạ Thiên có phải là một cá nhân hay không. Mà điều quan trọng hơn là, mỗi khi có ai đó nói ra nghi ngờ này, bài đăng sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức, đồng thời điện thoại di động hay máy tính cũng sẽ bị hack, cho nên về cơ bản ở trên mạng không hề xuất hiện cái tên Hạ Thiên này. Trên mạng đang rất náo nhiệt, còn Triệu Thanh Thanh vẫn đang ngủ say, nhưng Hạ Thiên tỉnh lại trước, nguyên nhân rất đơn giản, Thạch Thuần chạy vào. Anh rể, không tốt rồi, không tốt rồi, Tiểu Đông qua lại xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Thạch Thuần có chút lo lắng. Có chuyện gì vậy? Hạ Thiên buồn bực hỏi, nàng lại bị dao đâm sao? Hạ Thiên đương nhiên biết Tiểu Đông qua, Đông qua nghĩa là bí ngô, trong miệng Thạch Thuần chính là Vân Tiểu Đông, thật ra hắn cũng không quan tâm đến Vân Tiểu Đông lắm, nguyên nhân rất đơn giản vì bình thường hắn ít khi giao tiếp với vân tiểu đông cộng thêm việc hắn cảm thấy vân tiểu đông bây giờ không xinh đẹp cho nên hắn không có nhiều hứng thú chơi với nàng chỉ có điều mặc dù hắn không quan tâm lắm nhưng nếu vân tiểu đông xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn phải quản lý do rất đơn giản vân thanh rất quan tâm đến tiểu đông mà hắn lại rất để ý đến vân thanh không phải lần này là nàng cầm dao đâm người khác Thạch Thuần vội vàng nói, "Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm, tóm lại là cha vừa gọi điện thoại cho ta, trước hết chúng ta đi xem thử đi." Đừng nhìn bình thường Thạch Thuần hay trêu chọc Vân Tiểu Đông, nhưng khi Vân Tiểu Đông xảy ra chuyện gì thì nàng luôn rất quan tâm, thật ra thì chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thì hai người đã chơi với nhau từ nhỏ. Thật ra, nguyên nhân khiến hai người bọn họ hay cãi nhau là vì trước kia các nàng rất thích tranh giành tình cảm trước mặt Vân Thanh. Mà hiện tại chuyện này đối với các nàng đã hình thành thói quen. Đương nhiên, lúc đó Vân Hiểu Đông khá nhỏ nên thực sự có ưu thế, ít nhất là trên mặt nổi, Vân Thanh sẽ có phần thiên vị Vân Tiểu Đông một chút. Đến nỗi giờ Vân Tiểu Đông không thể nói là không có ưu thế này. Được, bọn hắn đang ở đâu? Hạ Thiên từ trên giường đứng dậy, quay đầu nhìn Triệu Thanh Thanh một chút, phát hiện Triệu Thanh Thanh vẫn đang ngủ rất say nên cũng không quấy rầy nàng. Hạ Thiên và Thạch Thuần rất nhanh đã rời khỏi biệt thự ban đầu hắn còn nghĩ rằng có lẽ vân tiểu đông đã bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng ngay sau đó hắn nhận ra rằng mình đã sai vân tiểu đông không bị bắt lúc này vân tiểu đông đang ở trong nhà trong phòng khách của nhà họ thuần vân tiểu đông có vẻ bất an sắc mặt của thạch trường canh lại rất ngưng trọng trừ bọn họ ra cũng không có ai khác cho đến khi hạ thiên và thạch thuần bước vào cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Thạch Thuần có hơi nghi ngờ có phải cha nàng lo lắng mình và anh rể thuê phòng lêu lỏng nên đã lừa mình về nhà, nếu như tiểu đông đâm người, vậy sao lại không sao mà còn ở trong nhà nữa chứ? Không đợi Thạch Trường Canh nói chuyện, Thạch Thuần lại nhìn về phía vân tiểu đông, ai, ta nói tiểu đông qua, người thật sự đã đâm người khác sao? Chuyện xảy ra khi nào thế? Không phải ngươi nằm mơ giữa ban ngày rồi cho là mình đã đâm ai đó chứ? Lúc ra khỏi của, rõ ràng là ngươi đã mang theo vệ sĩ, cho dù có thật sự đánh nhau thì cũng không đáng để ngươi tự mình lên chứ thật ra ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra vân tiểu đông lắp bắp nói ta ta cũng không biết mình có thật sự đâm người khác hay không nhưng xem đoạn video hình như ta đã thật sự đâm ai nha ta nói này tiểu đông qua sao bây giờ lời nói của ngươi đều không rõ ràng vậy thạch thuần có chút không vui chuyện này ta càng nghe càng không hiểu như vậy đi cha vẫn là ngươi nói đi Sốt cuộc là có chuyện gì vậy? Được rồi, Thuần Thuần, đừng lo lắng như vậy, bây giờ Tiểu Đông cũng không biết rõ tình hình lắm. Cuối cùng Thạch Trường Canh cũng mở miệng nói. Sau đó, từ miệng của Thạch Trường Canh, cuối cùng Hạ Thiên và Thạch Thuần đã hiểu xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện phải kể từ tối hôm qua, tối hôm qua, Vân Tiểu Đông đi họp lớp, nàng đi ăn cơm với bạn bè, sau đó chạy đi hát karaoke. À, nàng còn uống rượu nữa dù sao thì Vân Tiểu Đông cũng đã tốt nghiệp trung học, hơn nữa nàng cũng đã hơn 18 tuổi rồi. Điều này nói lên nàng đã trưởng thành, cho nên nàng chơi điên cuồng với nhóm bạn cùng lớp. Vốn dĩ ngày hôm qua, Vân Tiểu Đông suýt chút nữa đã bị người khác giết, Thạch Trường Canh vẫn rất lo lắng cho nàng nên muốn để Thạch Thuần đi cùng, nhưng Vân Tiểu Đông không muốn Thạch Thuần đi theo mình, vì vậy Thạch Trường Canh đã sắp xếp hai vệ sĩ cho Vân Tiểu Đông. Có vệ sĩ đi theo nên khi uống rượu Vân Hiểu Đông cũng không kiêng nể gì cả, Tóm lại là cuối cùng nàng say rượu trở về. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng mới sáng nay, Vân Hiểu Đông đột nhiên nhận được một đoạn video từ một người xa lạ gửi đến. Trong video này, Vân Tiểu Đông đã cầm dao đâm một người, là một cô gái trẻ, nhưng vấn đề là bản thân Vân Tiểu Đông hoàn toàn không nhớ gì về việc xảy ra. Hơn nữa nàng cũng không biết người đã gửi video cho mình là ai, người đó cũng không liên lạc với Vân Tiểu Đông. Cuối cùng Vân Tiểu Đông nói cho Thạch Trường Canh biết về chuyện này. Sau khi xem đoạn video, Thạch Trường Canh đã hỏi thăm vệ sĩ của Vân Tiểu Đông. Theo lời kể của vệ sĩ, tối hôm qua, lần duy nhất Vân Tiểu Đông không ở trong phạm vi tầm mắt của bọn hắn chỉ có vài phút, chính là lúc Vân Tiểu Đông đi toilet. Hai người vệ sĩ đó lại là nam nên không cách nào theo vào toilet. Mà nhìn qua hoàn cảnh trong video đúng là giống như một toilet nữ. Hạ Thiên, đại khái tình huống chính là như vậy theo phán đoán của ta, tiểu đông đã bị người khác gài bẫy, nhưng thế cục này có phải là đường chết hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Hơn nữa vẫn chưa rõ người đó đã chết hay chưa. Cuối cùng Thạch Trường Canh cũng nhìn về phía Hạ Thiên, chuyện là như vậy đó, nếu như không có người ở đây thì ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát, để cho cảnh sát xử lý. Nhưng nếu có người ở đây, có thể ngươi sẽ xử lý tốt hơn. Loại tình huống này khá là nhàm chán, Hạ Thiên cũng không xa lạ gì với loại tình huống như này. Trước kia, em trai ngốc của vợ tiểu y y cũng bị người khác gài bẫy giống như vậy, mà đứa em trai ngốc kia càng ngu ngốc hơn là chính hắn thực sự muốn bán đứng chị mình để bảo vệ cho bản thân. Bại hoại thúc thúc, vậy bây giờ ta phải làm sao? Nếu như ta thật sự giết người, chuyện đó, vậy ta có phải ngồi tù không? Vân Tiểu Đông Hoàng hốt hỏi, nàng cảm thấy mình quá xui xẻo. Ngày hôm qua, nàng đã suýt bị người khác giết chết, còn bây giờ, hình như nàng lại trở thành tội phạm giết người rồi. Ừm, yên tâm đi, dù sao ta cũng có thể giải quyết." Hạ Thiên thuận miệng nói, "Trước tiên ngươi gửi video cho ta đã." Bây giờ Hạ Thiên đã có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, hắn để Vân Tiểu Đông thêm WeChat của mình vào trước. Sau khi đoạn video được gửi cho hắn, hắn lại nhanh chóng gửi video cho Bé Ngoan, để cho Bé Ngoan xác nhận video này là thật hay giả. Nếu như video là thật thì để Bé Ngoan tìm ra cô gái trẻ bị Vân Tiểu Đông đâm một dao, xem cô gái đó còn sống hay đã chết anh rể bây giờ anh có chơi wechat nữa sao thêm ta nữa đi thạch thuần nghiêng người thêm wechat của hạ thiên sau đó nàng có chút hiểu kỳ hỏi anh rể bé ngoan là ai vậy có vẻ như dạo này ngươi lại tìm được rất nhiều vợ nha ta cũng không biết bé ngoan là ai hạ thiên thuận miệng nói hắn chỉ hơi nghi ngờ bé ngoan chính là tiểu yêu tinh nhưng bé ngoan lại không thừa nhận bây giờ hắn cũng không thể tìm thấy vì vậy hắn quyết định sẽ không quản chuyện này Mặc dù bé Ngoan thật ra không ngoan lắm, nhưng làm việc rất hiệu quả, không sai, chỉ 2 phút sau, bé Ngoan đã nhắn lại. Video là thật, nhưng con dao là giả. Người cũng tìm được, bây giờ cô gái kia cũng không sao cả. Thậm chí bé Ngoan còn tìm ra được người nào đã gửi video cho Vân Tiểu Đông, hơn nữa người này lại là bạn học cùng lớp của Vân Tiểu Đông. A, à, Tiểu Đông qua, đây là bạn học của ngươi dọa ngươi sao? Thạch Thuần chăm chú nhìn, lập tức nói ra. Hả, Vân Tiểu Đông có chút buồn bực, chuyện này là trò đùa quái đản của bọn họ sao? Chỉ là một trò đùa thôi sao? Thạch Thuần có chút buồn bực, nếu như đâu chỉ là một trò đùa, tuy nó đối với Vân Tiểu Đông là một chuyện tốt, nhưng rõ ràng là trò đùa quái đản này có chút thái quá. Là Dương Tình, ta sẽ gọi điện cho nàng để hỏi một chút. Hiển nhiên là lúc này Vân Tiểu Đông cũng nhìn thấy tin nhắn của bé ngoan gửi, nên nàng lập tức cầm điện thoại di động lên gọi dương tình là bạn cùng lớp của vân tiểu đông tối hôm qua hai người đã ăn tối uống rượu và hát karaoke cùng nhau quan hệ bình thường cũng rất tốt dương tình có phải là ngươi đã gửi cho ta một đoạn video không cái gì thật sự là ngươi sao ngươi có lầm hay không ngươi muốn dọa chết ta hả chờ đã ý của ngươi là gì không phải do ngươi quay sao sau vài phút nói chuyện vân tiểu đông cúp máy rồi nhìn hạ thiên bại hoại thúc thúc Dương Tình nói rằng video là do người khác gửi cho nàng. Nàng cũng không biết đó là ai, nhưng nàng biết cô gái bị ta đâm dao trong video kia là ai. Thật ra người đó chính là chị họ của nàng, nàng biết chị họ mình không sao nên sau đấy đã gửi video cho ta. Vân Tiểu Đông nói đến đây thì dừng lại một chút, theo như nàng nói, lúc đầu nàng nghĩ là ta sẽ gọi điện thoại tới ngay lập tức, nhưng không ngờ rằng ta lại không có phản ứng gì. Đúng rồi, đây là số điện thoại khác của nàng nên ta mới tưởng đó là một người lạ. Chuyện này nghe thế nào cũng có chút không đúng, Thạch Thuần lẩm bẩm, rõ ràng là nàng cảm thấy trong này có chút vấn đề. Việc này nghe rất là quái lạ, Thạch Trường canh nhăn mày, tuy nhiên, tạm thời Vân Tiểu Đông đã không sao, vậy tiếp theo ta điều tra là được rồi. Chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Đàm Huy, chúng ta sẽ tìm người điều tra một chú, xem có phải là một trò đùa thật hay không. Được rồi, vậy ta về ngủ tiếp đây. Thạch thuần ngáp một, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thạch thuần xoay người bỏ chạy, thậm chí còn không gọi Hạ Thiên. Sắc mặt thạch trường canh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Hạ Thiên, vậy ngươi cũng về nghỉ ngươi đi, chuyện của tiểu đông bên này ta sẽ xử lý tốt. Được, vậy thì ta đi đây. Hạ Thiên tất nhiên không thành vấn đề, mặc dù hắn cũng cảm thấy chuyện này của vân tiểu đông hơi kỳ lạ, nhưng nếu có vấn đề gì lớn thì bé ngoan bên kia sẽ kiểm tra hiện tại bé ngoan vẫn chưa nói gì, rõ ràng là chưa tìm thêm được thông tin gì, cho nên bây giờ hắn chờ ở đây cũng không tác dụng. Ừm, còn không bằng trở về với mỹ nữ đồ đệ nghe lời của hắn. Hạ Thiên rất nhanh đã rời khỏi nhà họ Thuần, Vân Tiểu Đông mở miệng muốn gọi nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Nhưng chưa đầy một phút sau khi Hạ Thiên rời khỏi, điện thoại của Vân Tiểu Đông vang lên. Xin chào, ai vậy? Vân Tiểu Đông nhanh chóng nhận điện thoại, có phải ngươi đang cảm thấy may mắn vì đoạn video đó chỉ là một trò đùa hay không đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quái dị nhưng giọng nói này đối với vân tiểu đông đã có chút quen thuộc đây chính là giọng nói kỳ lạ đã gọi điện thoại cho nàng lần trước vân tiểu đông vội vàng đứng dậy lên lầu thượng sau đó mới hỏi ngươi ngươi có ý gì là do ngươi cố ý làm ra sao ngươi rốt cuộc là ngươi đang muốn làm cái gì ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi thật sự giết người, ngươi cảm thấy Hạ Thiên có thể để cho ngươi ngồi tù không? Hay là có lẽ hắn sẽ bảo vệ ngươi? Hơn nữa Vân Thanh, mẹ nuôi của ngươi cũng từng là luật sư, nàng sẽ bảo vệ ngươi sao? Giọng nói quái gì kia chậm rãi vang lên, nếu như ngươi cũng biết câu trả lời cho những vấn đề này, như vậy, bây giờ ngươi không cần phải hỏi ta muốn làm gì. Mà là, sau này ngươi muốn làm cái gì? Trong giọng nói quái gì kia có một sự kích động quá rõ ràng có phải ngươi muốn an ủi bản thân rằng thật ra Vân Thanh vẫn luôn đối xử với ngươi rất tốt không, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng trên thực tế, thứ nàng ta mang tới cho ngươi cũng không chỉ là chỗ tốt, mà còn có chỗ xấu, những gì người gặp phải mấy ngày qua đều là do nàng ta mang tới giọng nói quái gì kia tiếp tục truyền đến. Nếu ngươi đã gánh chịu nguy hiểm lớn như thế, vậy không phải ngươi nên nhận được nhiều hồi báo hơn sao? Hồi báo, hồi báo cái gì? Vân Tiểu Đông cảm giác bây giờ trong đầu mình có chút hỗn loạn, Ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi mà, không phải ta muốn làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì, không bằng để ta hỏi thẳng một vấn đề đi, đó chính là. Giọng nói quái dị kia cố ý dừng lại một chút, sau đó mới hỏi, ngươi có muốn trở thành người tu tiên không? Điện thoại đột nhiên cắt đứt, đối phương hỏi xong thì lập tức cúp điện thoại, mà vấn đề này lại bắt đầu quanh quẩn ở trong đầu Vân Tiểu Đông. Ngươi có muốn trở thành người tu tiên không? muốn trở thành người tu tiên không trở thành người tu tiên người tu tiên vân tiểu đông phát hiện ba chữ người tu tiên này đã khắc sâu ở trong đầu nàng người mẹ không hề già đi trong suốt mười mấy năm qua ngược lại càng ngày càng trẻ tuổi thật ra là người tu tiên mà thạch thuần xinh đẹp khiến nàng có chút ghen ghét dáng người cũng tốt đến mức kỳ cục thật sự cũng là người tu tiên bài hoại thúc thúc hạ thiên cường đại cũng là người tu tiên giống như các nàng mà đây mới là nguyên nhân khiến cho quan hệ của bọn hắn càng thân mật hơn. Trong lúc Vân Tiểu Đông đang miên man suy nghĩ thì Hạ Thiên thì đã trở lại biệt thự của Vân Thanh. Thạch Thuần thật đúng là chạy về ngủ, là một người tu tiên nhưng Thạch Thuần lại ngủ nhiều giống như người bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nàng chính là loại người tu tiên tương đối lười biếng. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao nàng tu tiên cũng không tốn chút sức lực nào, mà thật ra cũng không chỉ có một mình nàng trong những cô vợ của Hạ Thiên cũng không có mấy ai chân chính nghiêm túc tu luyện. Trong mấy năm nay, dạ Ngọc Mỹ đã từng rất cố gắng tu luyện cũng bắt đầu lười biếng, đương nhiên, nhiều khi nàng lười biếng cũng ở thế bị động, bởi vì Hạ Thiên luôn quấn lấy nàng. Mà nữ hoàng bệ hạ cơ thanh ảnh ban đầu cũng có thể coi là cố gắng nhất, nhưng sau này nàng cũng không còn nỗ lực như trước nữa, dù sao nỗ lực cách mấy cũng không bằng ngủ với Hạ Thiên vài lần, thế thì còn cố gắng tu luyện để làm cái gì. Đương nhiên, dù gì thì các nàng ấy cũng vẫn có tu luyện còn có những cô vợ hoàn toàn không muốn tu luyện ví dụ như tiểu yêu tinh và kiều tiểu kiều tiểu yêu tinh là lười biếng kiều tiểu kiều là không hứng thú thật ra vân thanh có tu luyện chẳng qua nàng ấy có vẻ vẫn luôn coi tu luyện như là một loại vận động triệu thanh thanh còn đang ngủ hết cách rồi hôm qua quá cố gắng thật sự có chút nhàm chán nha hạ thiên lại cảm thấy nhàm chán hắn bắt đầu suy xét tới việc rời khỏi thị xã mộc dương nơi này cũng không có gì để chơi nhưng đối với hạ thiên thì rời khỏi thị xã mộc dương không thành vấn đề vấn đề là đi nơi nào giang hải rất gần nhưng hiện tại vợ tiểu y y bề bộn nhiều việc thành phố huê cũng không quá xa xôi vấn đề là có vẻ tâm trạng lúc này của tiểu muội chân dài không được tốt cho lắm lại còn không ngoan ngoãn nghĩ tới nghĩ lui bây giờ chỉ có đồ đệ mỹ nữ triệu thanh thanh là ngoan ngoãn nhất kết quả là cuối cùng Hạ Thiên vẫn quyết định chờ Triệu Thanh Thanh tỉnh lại rồi tính sau. Chờ Triệu Thanh Thanh tỉnh rồi, hắn có thể cùng đi với Triệu Thanh Thanh đến chỗ khác chơi. Còn về bây giờ, hay là lên giường ngủ chung với nàng ấy đi. Hạ Thiên lên lầu, mãi tới giữa trưa cũng không xuống dưới. Đến 3 giờ chiều thì Thạch Thuần xuống lầu. Thanh Thanh tỉ tỉ thật sự rất có thể ngủ. Thạch Thuần bắt đầu chửi bậy Triệu Thanh Thanh. Nửa giờ sau, Thanh Thanh tỉ tỉ thật quá đáng, ban ngày ban mặt lại câu dẫn anh rể. Thạch Thuần bĩu môi. Mười phút sau, anh rể có thể có chút định lực không vậy? Thạch Thuần bắt đầu bất mãn. Nửa giờ sau, Thanh Thanh tỉ tỉ, người có thể nhỏ giọng một chút được không? Thạch Thuần nhìn trên lầu la một câu. Nhưng Triệu Thanh Thanh không những không nhỏ tiếng, mà còn lớn tiếng ưm a à a à hơn trước. Hai giờ sau, anh rể, Thanh Thanh tỉ tỉ, các người không ăn cơm tối sao? Thạch Thuần lại hô một câu không có tiếng trả lời Tạp âm ô nhiễm ta thấy mình nên đi thì tốt hơn cuối cùng thạch thuần vẫn quyết định đi ra ngoài nhưng biệt thự này cho hai người kia sự lựa chọn của thạch thuần vô cùng sáng suốt bởi vì suốt buổi tối hạ thiên và triệu thanh thanh vẫn không xuống lầu mà thạch thuần cũng không trở về cả một đêm cho đến sáng hôm sau thì nàng mới bước vào nhà anh rể thanh thanh tỷ tỷ nếu các ngươi đã tỉnh rồi thì ta mang bữa sáng về cho các ngươi đây Thạch Thuần la một câu, "Ta về nhà với cha ta, các ngươi có thể tiếp tục." "Thuần Thuần, tại sao ngươi lại có thể mang bữa sáng ít như vậy chứ?" Một giọng nói truyền đến, Triệu Thanh Thanh đang đi xuống lầu, lúc này nàng đang quấn một cái khăn tắm, tóc còn ướt nhẹp, xem ra là vừa tắm xong. "Ừm, lúc này nhìn nàng trong dáng vẻ quấn khăn tắm tràn ngập phong tình của nữ nhân thành thục." "Ta vừa đi vừa ăn một nửa rồi." Thạch Thuần thuận miệng nói, "Nếu Thanh Thanh tỉ tỉ chế ít vậy thì ta ăn hết đây." Thôi thôi, ta ăn một chút lót dạ vậy. Xem ra Triệu Thanh Thanh đã đói đến gần chết rồi, nàng vội vàng cướp lại bữa sáng, bắt đầu ăn. Thanh Thanh tỉ tỉ cứ từ từ ăn, ta đi đây. Thạch Thuần quyết định không chơi với hai người kia nữa, bây giờ bọn họ thật sự quá loạn, quả thực là rất độc hại cho mỹ thiếu nữ thuần khiết thiện lương như nàng. Thạch Thuần nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự, trong lòng bắt đầu cảm khái, từ nhỏ nàng đã bị tỉ tỉ độc hại, bây giờ lại bị Triệu Thanh Thanh độc hại, nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên, thực sự là không dễ dàng chút nào. Ừm, ta nhất định phải tiếp tục làm mỹ thiếu nữ ngây thơ, không thể bị anh rể gieo họa." Thạch Thuần tự nói với mình, thanh thanh tỷ tỷ chính là vết xe đổ, sau khi bị anh rể tai họa thì đã bị quấn lấy không biết ngày đêm. Thạch Thuần cảm thấy bị quấn lấy không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là nếu vậy còn có tự do sao? Nàng còn có thể muốn đi chơi lúc nào thì đi sao? đặc biệt là dáng người của nàng tốt như vậy nhất định anh rể sẽ mê mẩn nàng không để cho nàng chạy khắp nơi mới nghĩ một chút đã cảm thấy thật là đáng sợ ừm um, ta phải cách xa anh rể một chút mới được thạch thuần lầm bầm lầu bầu rời khỏi biệt thự của vân thanh trong biệt thự triệu thanh thanh đang cầm bữa sáng nhanh chóng lên lầu sư phụ ăn chút đồ ăn đi triệu thanh thanh còn chưa dứt lời thì phát hiện trên người thiếu một thứ là khăn tắm rơi mất cứ như vậy Triệu Thanh Thanh bị trở thành bữa sáng, nhưng Triệu Thanh Thanh cũng không nhàn dỗi, vừa vận động vừa ăn sạch bữa sáng mà Thạch Thuần mang về. Bữa sáng này ăn tới giữa trưa, Triệu Thanh Thanh phát hiện rốt cuộc mình không thể chịu được nữa. Sư phụ, ta thật sự rất đói. Triệu Thanh Thanh cũng biết làm đúng, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không? Hoặc chúng ta gọi ship đồ cũng được nha. Triệu Thanh Thanh cũng không ngại dính một chỗ với sư phụ sắc lang, thật ra nàng còn rất thích như vậy thậm chí nàng cảm thấy đây là bù đắp cho bản thân. Như vậy nàng có thể đền bù những việc không làm với Hạ Thiên suốt mười mấy năm qua. Ừm, thừa dịp băng băng tỷ tỷ các nàng cũng không ở đây thì nhanh chóng bù lại, bằng không đợi các nàng trở về, chắc chắn sư phụ Sắc Lang sẽ không quấn lấy nàng mỗi ngày như thế nữa. Mặc dù nàng nhất định sẽ chủ động quấn lấy hắn, nhưng nàng không chắc mình có thể cạnh tranh lại Đại yêu tinh và Tiểu yêu tinh đâu. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý bây giờ đồ đệ quá ngoan, hắn nên dẫn nàng đi ăn ngon một chút, mặc dù hắn chưa ăn thứ gọi là chuyển phát nhanh, nhưng nghe nói không tốt lắm. Ừ, sư phụ, vậy ta đi thay quần áo đây. Triệu Thanh Thanh vui vẻ nói. Mặc dù rất đói bụng, nhưng Triệu Thanh Thanh vẫn tốn gần nửa tiếng để thay quần áo, nàng mặc một bộ lễ phục giả hội xinh đẹp và gợi cảm, đồng thời còn trang điểm nhẹ. Mặc dù chỉ là ra ngoài ăn cơm trưa, cũng không phải là thời gian đặc biệt gì, nhưng triệu thanh thanh vẫn cảm thấy mình phải ăn mặc xinh đẹp nhất mới có thể đi ra cửa như vậy mới sẽ không làm cho sư phụ mất mặt dù sao thì lúc bình thường nữ nhân nhưng đi ra ngoài ăn cơm với sư phụ đều là siêu cấp đại mỹ nữ sư phụ chúng ta đi thôi triệu thanh thanh ôm cánh tay của hạ thiên đi ra ngoài lúc này điện thoại của hạ thiên lại vang lên lại là nhà của ngươi gọi tới ngươi có muốn nghe không hạ thiên nhìn dãy số rồi đưa điện thoại cho triệu thanh thanh thật ra số này đã gọi rất nhiều lần rồi trước đó triệu thanh thanh nói không nghe bởi vì nàng biết đây là do cha mẹ nàng gọi tới nghe một chút vậy hơn tám phần là bọn hắn muốn ta trở về triệu thanh thanh bĩu môi vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi alo ba là ta không phải sư phụ hả ngươi muốn để sư phụ nghe điện thoại sư phụ không muốn nghe ngươi nói với ta là được được rồi được rồi không phải sư phụ không thả ta trở về mà là ta thích đi theo sư phụ cái gì bây giờ sư phụ rất thích ta triệu thanh thanh đột nhiên mất hứng ba à người nói vậy là sao chứ cái gì gọi là sư phụ chỉ là chơi đùa với ta mà thôi cho dù như vậy thì ta cũng không để ý ta thích bị sư phụ chơi đấy được rồi người đừng quanh co lòng vòng nữa ta đã là nữ nhân của sư phụ rồi bây giờ ta muốn ở bên sư phụ không muốn làm gì khác cũng không muốn gặp bất cứ ai Triệu Thanh Thanh cúp điện thoại, hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ cha ta, cả ngày đều muốn ta nhanh chóng lấy chồng, ta mới không gả đâu. Hắn còn không thích sư phụ, hừ, ta không cần hắn thích, ta thích là được rồi. Đúng vậy, Hạ Thiên Thuận miệng nói, ta cũng không thích cha ngươi. Ta biết ngươi không thích hắn rồi. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, nàng biết nguyên nhân tại sao Hạ Thiên không thích cha của nàng, không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì lãnh băng băng nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa, thật ra Hạ Thiên chỉ thích những cô vợ và nha hoàn xinh đẹp của hắn, còn những người khác trên cơ bản đều không thể nói là thích. Hai người đi ra biệt thự lại gặp phải một vấn đề, bọn hắn không biết nên đi đâu để ăn cơm. Sư phụ, hay là chúng ta gọi điện thoại hỏi thuần thuần đi, nàng tương đối quen thuộc nơi này. Triệu Thanh Thanh đề nghị, nhưng ngay lập tức lại bác bỏ, thôi, không cần tìm nàng, sư phụ đưa điện thoại cho ta đi, ta tìm ở trên mạng được rồi triệu thanh thanh cầm điện thoại của hạ thiên bắt đầu tìm kiếm nhà hàng ở thị xã mộc dương nhưng nàng còn chưa tìm ra kết quả thì đã có một chiếc xe lái tới rồi dừng lại bên cạnh nàng thanh thanh tiểu thư trùng hợp như vậy sao một người từ trong xe nhô đầu ra ngươi là a à, ngươi là hứa minh huy đúng không triệu thanh thanh đầu tiên là sửng sốt sau đó nghĩ tới người này đã từng đến nhà nàng hơn nữa nhìn ý tứ của cha mẹ nàng hình như là muốn tác hợp cho nàng với hắn đúng vậy Thanh Thanh tiểu thư, Hứa Minh gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống người của Hạ Thiên, vị này chắc hẳn là bạn trai của tiểu thư. Ừm, đây là sư phụ của ta." Triệu Thanh Thanh thuận miệng nói một câu, hiển nhiên không có hứng thú giải thích thêm cho Hứa Minh Huy về việc ngoại trừ quan hệ thầy trò thì nàng và Hạ Thiên vẫn còn có chỗ đặc biệt khác. Triệu Thanh Thanh cúi đầu tiếp tục tìm kiếm nhà hàng trên điện thoại di động. Thanh Thanh tiểu thư, người đang chờ xe sao? Ta đang muốn đi nội thành, có thể đưa các người tới đó hứa minh huy lại nói không cần đâu nơi này cách nội thành cũng không xa ta và sư phụ đi từ từ là được triệu thanh thanh không hề ngẩng đầu lên tiếp đó quay sang nhìn hạ thiên sư phụ người thấy quán ăn này như thế nào bản giới thiệu nói là có đủ sơn hào hải vị cái gì mà thỏ rừng gà rừng vịt hoang ngay cả cá hoang cũng có người thích ăn những thứ này sao hạ thiên thuận miệng hỏi ta ăn cái gì cũng được cũng không phải thích lắm chính là thấy nhà hàng này được cho điểm rất cao. Triệu Thanh Thanh thuận miệng nói, ở trên mạng bình luận mỹ thực, nhà hàng này được cho 9 điểm, cũng là nhà hàng được cho điểm cao nhất ở đây. Ừm, vậy thì đi thôi, Hạ Thiên sao cũng được, hắn thật sự là không kén cá trọn canh, ngon dở gì đều có thể nuốt xuống bụng, hai ngày trước đi theo Thạch Thuần còn kém chút nữa ăn thịt sống. Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên thân mật dựa vào nhau, hoàn toàn không coi ai ra gì, căn bản không thèm để ý tới hứa Minh Huy. Thật ra, chuyện này vốn dĩ cũng rất bình thường, Triệu Thanh Thanh căn bản không hứng thú với hứa Minh Huy, mà Hạ Thiên lại không hề quen biết hắn, làm sao có thể để ý đối phương chứ. Nhưng bởi vì thế mới khiến hứa Minh Huy có chút xấu hổ, trong mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia khói mù, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thành bình thường. Thanh Thanh tiểu thư, vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa. Hứa Minh Huy nói một câu, tiếp đó dẫm mạnh chân ga, nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, Triệu Thanh Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía xe của hứa Minh Huy, lẩm bẩm tại sao lại trùng hợp gặp người này ở đây. Không lẽ là cha ta nói cho hắn biết. Suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Thanh lại lẩm bẩm thôi, mặc kệ hắn. Mặc dù Triệu Thanh Thanh vẫn còn có chút hoài nghi việc hứa Minh Huy xuất hiện ở đây, nhưng nàng cũng lời quản, bởi vì đối với nàng thì người này không quan trọng. Mặc kệ hứa Minh Huy tới đây có mục đích gì thì cũng không liên quan gì tới nàng, nàng không cần để bụng tới. Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên rất nhanh đã tới nhà hàng được cho 9 điểm kia, nhà hàng này chuyên bán đặc sản thịt rừng, nhưng trên thực tế, bây giờ rất nhiều động vật hoang dã đã được bảo vệ, cho nên ở đây không có nhiều chủng loại, chủ yếu là những con thú nhỏ như thỏ rừng, gà rừng, vịt hoang, còn có cá trích hoang dại và các loại cá con. Mà món ăn được hoan nghênh nhất nơi này chính là món thịt thỏ rừng kho tàu và cá con chiên. Theo lời bình trên mạng, mọi người đều ra sức đề cử hai món này, mà Triệu Thanh Thanh cũng dựa theo trên mạng để gọi món ăn, tất cả món ăn được người khác đề cử nàng đều gọi một phần. Nhà hàng này làm ăn rất khấm khá, bây giờ đúng là thời gian dùng cơm, trên cơ bản đã chật kín bàn, may mắn có một bàn vừa ăn xong nên Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh không cần phải chờ đợi lâu. "Sư phụ, nơi này hơi ồn, chúng ta có nên đổi chỗ khác không?" Sau khi gọi món ăn, Triệu Thanh Thanh mới bắt đầu cảm thấy nơi này quá ồn, hơn nữa vị trí của bọn hắn rất nổi bật hình như rất nhiều người đều đang nhìn nàng chằm chằm. Suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Thanh lại nói, hoặc chúng ta đợi món ăn lên rồi đóng gói về nhà. Người sợ ồn sao, Hạ Thiên có chút khó hiểu, hắn nhớ kỹ đồ đệ mỹ nữ này rất thích xem náo nhiệt. Không phải, nhưng không phải bây giờ sư phụ cần phải điệu thấp sao. Người ở cùng ta, còn bị nhiều người nhìn chằm chằm, như vậy sẽ không thể điệu thấp được. Triệu Thanh Thanh thật đúng là không sợ ồn ào. Ta không cần điệu thấp, Hạ Thiên lắc đầu, ta vẫn luôn như vậy. Mặc dù mấy năm nay tất cả tung tích của Hạ Thiên đã bị xóa bỏ, nhưng chuyện này hiển nhiên không phải là do bản thân Hạ Thiên yêu cầu, mà là quyết định từ các cô vợ xinh đẹp trên đảo Thần Thiên. Về phần bản thân Hạ Thiên thì không thèm để ý những chuyện này. Tốt thôi, nếu sư phụ không cần điệu thấp, vậy ta càng không cần rồi. Thật ra, Triệu Thanh Thanh rất hưởng thụ việc được người khác chú ý, đặc biệt là lúc này khi đang ở bên cạnh Sắc Lang sư phụ nàng càng muốn được nhiều người chú ý hơn. Mà bây giờ đúng là có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm Triệu Thanh Thanh. Lúc này, Triệu Thanh Thanh đúng là khiến người khác rất chú ý, chỉ là bộ lễ phục giả hội trên người nàng có vẻ không hợp với nơi này cho lắm, nhưng đó cũng là thứ khiến mọi người lập tức chú ý tới nàng. Sau đó mọi người mới phát hiện, người này lại còn là một đại mỹ nữ xinh đẹp. Quấn lấy hạ thiên hai ngày, Triệu Thanh Thanh dường như càng lộ vẻ thành thục gợi cảm, phong tình bốn phía, hết sức chọc người mà bản thân triệu thanh thanh cũng không ý thức được bây giờ nàng quả thật chính là hóc môn di động xin chào tiểu thư mạo muội quấy dày một chút ta cảm thấy cô nhìn rất quen mắt kịch bản vô cùng cũ lại xuất hiện một người tiến tới với ý đồ bắt chuyện bên cạnh truyền đến những tiếng rẻ biểu ai vị huynh đệ này người có thể đổi kịch bản khác không đúng thế đó là nữ hiệp thanh thanh người còn nói cái gì mà nhìn rất quen mắt nhìn cho kỹ vào rồi nói Nữ hiệp Thanh Thanh mà cũng không nhận ra, thế mà còn muốn tán gái. Tỉnh lại đi, nữ hiệp Thanh Thanh người ta đã có bạn trai rồi. Hóa ra đại đa số người đã nhận ra Triệu Thanh Thanh, mà chuyện này cũng rất bình thường. Nếu như là bình thường thì mọi người còn không dễ dàng nhận ra Triệu Thanh Thanh như vậy, nhưng vấn đề là bây giờ Triệu Thanh Thanh đang rất hot trên mạng. Hai ngày này, bởi vì kiếm nữ tự sát cùng với cái gọi là chuyện bắt cóc làm cho Triệu Thanh Thanh xuất hiện tai tiếng. Sau đó, âm thanh bàn tán về Triệu Thanh Thanh ngày càng nhiều, mà trên mạng đã sớm có lời đồn, bây giờ Triệu Thanh Thanh đang ở thị xã Mộc Dương, kết quả là những người ở chỗ này vừa nhìn thấy Triệu Thanh Thanh thì đã lập tức nhận ra nàng là ai. Mà người lúc nãy còn không nhớ tới lai lịch của Triệu Thanh Thanh bị người chế giễu cũng không gì kỳ lạ. Sư phụ, tại sao bây giờ có lại nhiều người nhận biết ta thế này? Triệu Thanh Thanh lại có chút sừng sốt, nguyên nhân rất đơn giản, thật ra nàng còn không biết mình hot đến cỡ nào ở trên mạng. Nữ hiệp thanh thanh, có thể cho ta xin chữ ký không? Nữ hiệp thanh thanh, trước đó ngài thật sự suýt nữa bị bắt cóc à? Nữ hiệp thanh thanh, kiếm nữ tự sát có khiến người cảm thấy bối rối không? Lập tức xuất hiện mấy người, đa số là fan hâm mộ, còn có mấy người trông như là phóng viên, cũng có thể là tới từ truyền thông. Kết quả là, không bao lâu cái bản triệu thanh thanh ngồi đã bị bao vây kín mít không một kẽ hở. Kiếm nữ tự sát, triệu thanh thanh sững sờ, Tiếp đó cầm điện thoại của Hạ Thiên bắt đầu lên mạng tìm tòi, mà không cần chờ đến một hồi, Triệu Thanh Thanh rốt cuộc hiểu rõ, bây giờ nàng đang rất hot. Nữ hiệp Thanh Thanh, đây là bạn trai của cô sao? Nữ hiệp Thanh Thanh, xin hỏi bạn trai cô tên là gì? Nữ hiệp Thanh Thanh, bạn trai cô có võ công không? Đủ loại vấn đề dồn dập lao về phía Triệu Thanh Thanh, mà ngoài, giọng nói của nhân viên phục vụ cũng truyền tới. Làm phiền mọi người nhường chỗ một chút. Nhưng chỗ một chút, ta cần dọn thức ăn lên cho nữ hiệp thanh thanh. Nhân viên phục vụ có chút sầu khổ, chen lấn một hồi mà vẫn không thể chui vào. Nè, tránh hết ra đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Một giọng nói bất mãn vang lên, mà người lên tiếng lần này đương nhiên là Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý tới việc bị người khác vây xem, nhưng bây giờ đồ đệ mỹ nữ ngoan ngoãn của hắn đang đói bụng, đám người này lại vây quanh không cho nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, cái này không phải là muốn cho đồ đệ mỹ nữ đói khóc sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Làm phiền mọi người tránh chỗ một chút, để ta ăn cơm trước được không? Lúc này, Triệu Thanh Thanh cũng lên tiếng, dù sao nàng cũng thường xuyên giao lưu với fan hâm mộ, trải qua trường hợp như vậy không ít. Nhưng vấn đề là, bây giờ nàng nói chuyện hình như cũng không hiệu quả. Nữ hiệp Thanh Thanh, có thể chụp ảnh chung với ta được không? Nữ hiệp Thanh Thanh, ký tên cho ta đi, Ta thật sự rất thích ngươi. Nữ hiệp Thanh Thanh, có thể ký ở trên tay của ta không? A, à, người này còn chưa dứt lời thì đã la to một tiếng, cả người lại đột nhiên bay ra khỏi nhà hàng. A, à, cứu mạng. A, à, tại sao ta bay lên rồi? Hả? Đám người nguyên bản vây xung quanh đều bay ra khỏi nhà hàng, tiếp đó ngã lăn trên mặt đất, mà khi bọn hắn vội vàng bò dậy thì lại phát hiện còn có rất nhiều người cũng bay ra ngoài giống mình. Sau đó bọn hắn đều thấy rõ ràng, đúng là người bạn trai bên cạnh nữ hiệp Thanh Thanh ném từng người ra ngoài. Đậu xanh, bạn trai của nữ hiệp Thanh Thanh quá bạo lực. Lợi hại, chỉ dùng một tay còn ném xa như vậy. Không hổ là bạn trai của nữ hiệp Thanh Thanh, quả nhiên là có luyện võ công. Song kích 666. Lợi hại, lợi hại, bạn trai của nữ hiệp Thanh Thanh quá lợi hại. Đám người vây xem ở xa không khỏi khen ngợi trong nhà hàng vẫn có ít người không qua tới quấy rối triệu thanh thanh, đến nỗi những người bị ném ra đều có chút bất mãn. Thật quá mức, ta chỉ xin ký tên thôi mà. Đúng vậy, làm minh tinh ghê gớm quá ha. Minh tinh có thể tùy tiện đánh người sao? Ta muốn cho mọi người biết việc này, đăng lên mạng đi. Hả? Tên này đang nói muốn cho mọi người biết, trong lại có người bay ra ngoài rồi nện lên người hắn khiến tên này ngất xỉu tại chỗ sau đó lại có vài người bay ra đập bất tỉnh mấy người kia cứ như vậy đám người tức giận bất bình bởi vì ném lập tức không thể nào mở miệng mắng chửi được nữa mà những người khác vốn dĩ còn muốn nói gì đó lúc này nhanh chóng im lặng không hé răng nửa lời nữ hiệp thanh thanh ta mang thức ăn lên cho cô lúc này nhân viên phục vụ cuối cùng cũng có thể lại gần bàn ăn hạ thiên đương nhiên sẽ không ném nhân viên phục vụ ra ngoài nè mấy người kia đứng lại đó các ngươi còn chưa có tính tiền đâu lúc này ông chủ lại nóng nảy bởi vì hắn phát hiện có vài người đứng lên lập tức rời khỏi cái này không phải là ăn cơm chùa sao ông chủ dẫn vài người đuổi theo mà bên này hạ thiên và triệu thanh thanh cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn sư phụ món thịt thỏ rừng kho tàu này ngon thật đấy triệu thanh thanh ăn rất hài lòng ừm hương vị đúng là không tệ hạ thiên tỏ vẻ tán thành nhưng đây không phải là thỏ rừng mà là thỏ nhà thật sao Triệu Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, sư phụ, người có thể ăn được cái này sao? Tất nhiên rồi, không gì là ta không thể ăn, Hạ Thiên không khiêm tốn chút nào. Nhưng, sư phụ, ta thực sự không hiểu, rốt cuộc thì con thỏ hoang này và con thỏ do mình nuôi khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ là do một con vận động nhiều hơn, còn con kia không vận động nhiều sao? Triệu Thanh Thanh có chút tò mò về điều đấy, hay vì bọn chúng ăn những thứ khác nhau? Ừm, chủ yếu vẫn là thỏ hoang thường xuyên chạy, tóm lại là khác nhau rất lớn hạ thiên thuận miệng nói hạ thiên suy nghĩ lại nói thêm ừm khác nhau giống như việc ngươi tập luyện yoga và không tập luyện yoga vậy đó triệu thanh thanh lập tức hiểu rõ xem ra đúng là không phải sự khác nhau bình thường thậm chí có thể nói là sự khác biệt về bản chất nàng luôn cảm thấy rằng chủ yếu là do chính mình tập luyện yoga nên mới có thể câu dẫn được vị sư phụ này tới tay nếu không tại sao lần nào sư phụ cũng để nàng sử dụng đủ loại tư thế yoga để phối hợp với hắn sư phụ nói như vậy động vật hoang dã đều sẽ ngon hơn sao triệu thanh thanh lại hỏi giống như thịt thỏ hoang ăn ngon hơn nhưng lợn rừng thì không ngon gà lôi cũng thế hạ thiên nghĩ nghĩ ừm còn tùy vào cách chế biến nếu người muốn ăn tối nay chúng ta có thể làm thật không sư phụ người sẽ làm thứ này sao triệu thanh thanh có chút hưng phấn ừ trên núi thanh phong có rất nhiều chúng ta có thể đến nơi đó chơi hạ thiên gật đầu nói qua được được sư phụ vậy đợi lát nữa chúng ta đi núi thanh phong nha triệu thanh thanh rất vui vẻ phải biết rằng thật ra nàng còn chưa từng tới núi thanh phong à tất nhiên nơi nói đến là núi thanh phong chân chính mặc dù triệu thanh thanh đã nhiều lần nghe người ta nói về tình trạng bên trong ngọn núi kia nhưng năm đó nàng cũng không có cơ hội đi vào núi thanh phong ngược lại thì đảo thần tiên đã từng được đi. Nhưng núi Thanh Phong giống như một cấm địa, ngoại trừ Hạ Thiên, những người vợ của hắn và nha hoàn, người khác dường như không có cách nào đi vào được. Được, chúng ta sẽ đến đó sau khi ăn xong, Hạ Thiên đồng ý. Mặc dù thỏ ở đây không phải là thỏ hoang thực sự, nhưng cả Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đều không có ý định truy cứu, bởi vì hương vị đồ ăn ở đây thực sự không tệ. Về phần những người trước đó bị Hạ Thiên ném ra ngoài, hình như cũng không có người nào đuổi theo, không biết là do cố kỵ Triệu Thanh Thanh hay vì lý do khác. Tóm lại là gần một tiếng sau, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đã ăn cơm trưa xong, sau đó tính tiền rời khỏi. Thậm chí ông chủ còn giảm giá cho Triệu Thanh Thanh, nhân tiện còn đưa cho nàng một tấm thẻ hội viên VIP. Này, ông chủ, đầu bếp chỗ các ngươi nấu ăn không tệ. Đợi lần sau ta kiếm mấy con thỏ rừng tới, các ngươi giúp ta làm nhé. Triệu Thanh Thanh cười tủm tìm nói một câu sau đó lôi kéo Hạ Thiên rời đi. Ông chủ kia giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên là Triệu Thanh Thanh không ngờ lời nói của mình sẽ mang đến kết quả ngoài mong đợi, bây giờ nàng đang rất nóng lòng muốn đến núi Thanh Phong. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi sao? Có muốn thay quần áo không? Có phải chuẩn bị đồ gì không? Này, Triệu Thanh Thanh còn chưa kịp dứt lời thì đã biết câu trả lời. Hạ Thiên lập tức trực tiếp bế nàng lên, sau đó biến mất tại chỗ. Mặc dù Nguyệt Thanh Nhã đã chuyển đến đảo Thần Tiên, nhưng núi Thanh Phong vẫn luôn là nhà của Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã. Ừm, đối với hiện tại mà nói, nơi đó giống như quê hương của bọn hắn. Bọn hắn ít khi về ở, nhưng ở đó cũng không hề hoang phế. Vì vậy, trên thực tế, ở trên núi vẫn có đủ mọi thứ, mà bây giờ, thậm chí trên núi cũng có mạng. Có lần tiểu yêu tinh quyết định lên núi nghỉ mát, sau đó đã kéo cáp quang lên đây, tóm lại hiện tại ở núi Thanh Phong vẫn có thể truy cập mạng tuy nhiên vẫn không thể gọi điện thoại nhưng vì có kết nối internet nên việc liên lạc cũng không khó dù sao thì bây giờ điện thoại đều có internet trực tiếp dùng wechat gọi điện là được nói tóm lại bất cứ lúc nào Hạ Thiên cũng có thể tới núi Thanh Phong mà không cần chuẩn bị thứ gì qua wow, đây chính là núi Thanh Phong thật à cuối cùng khi Triệu Thanh Thanh ngắm nhìn toàn cảnh ở đây nàng không khỏi xúc động nói một câu nàng không chỉ cảm khái sự hùng vĩ của ngọn núi này mà còn đang cảm khái cuối cùng nàng đã hoàn toàn bước vào bên trong thế giới của Hạ Thiên. Từ nay về sau, nàng và hắn sẽ thực sự sẽ là người một nhà. Trong những ngày qua, thực ra nàng cảm giác mình như đang nằm mơ, nàng luôn cảm thấy mọi thứ đều rất không chân thực, làm thế nào mà nàng lại thực sự thực hiện được nguyện vọng của mình nhanh như vậy. Rất nhiều lần nàng sợ mình chỉ đang nằm mơ, nhưng cho dù là nằm mơ giữa ban ngày thì nàng cũng mong rằng giấc mơ đó sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Nên mỗi một lần nàng đều dốc hết sức lực phối hợp với hạ thiên nhưng bây giờ cuối cùng nàng đã nhận ra rằng đây thật không phải là nằm mơ giữa ban ngày tất cả những điều đấy đều là sự thật không sai nơi đây chính là núi thanh phong hạ thiên gật đầu sau đó hắn đặt triệu thanh thanh xuống nhưng nơi đây thực sự khác với lúc trước ừm không giống hồi ta còn nhỏ sư phụ tại sao lại không giống như lúc ngươi còn nhỏ Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực, chẳng lẽ sau khi trở thành danh lam thắng cảnh đã có thay đổi rồi sao? Nhưng không đúng, những khách du lịch kia hoàn toàn không thể vào được nơi này đúng không? Ừ, không liên quan gì đến chuyện đó, sau khi công lực của thần tiên tỷ tỷ khôi phục, nàng đã tạo ra mấy trận pháp mới ở đây, sau đó làm cho chỗ này thú vị hơn lúc trước. Hạ Thiên cười hì hì, bây giờ ở núi Thanh Phong có bốn mùa cùng tồn tại. Cha, có một nơi ngày nào cũng có tuyết rơi ngày nào cũng có tuyết rơi sao triệu thanh thanh lập tức hứng thú sư phụ ý người nói là bây giờ ở đó cũng có tuyết rơi ư cũng khó trách triệu thanh thanh sẽ hứng thú như vậy bây giờ là mùa hè cho dù là ở thành phố giang hải hay mộc dương hiện tại thực sự rất nóng vào giữa mùa hè lại có nơi có tuyết rơi hơn nữa còn là ở trên núi thanh phong nàng tự nhiên sẽ muốn đi xem một chút đúng rồi người có muốn đi xem không chỗ kia trước đó vợ đại yêu tinh cũng đã từng đến Đúng rồi, bài hát tên là tuyết cơ kia của vợ đại yêu tinh chính là viết về nơi đây. Hạ thiên vội nói. Thật sao, triệu thanh thanh càng thêm hứng thú, sư phụ, vậy ngươi mau đưa ta qua đó đi. Triệu thanh thanh vừa mới dứt lời thì chợt cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bổng lên, hạ thiên đưa nàng đi, chưa đến một phút sau triệu thanh thanh đột nhiên dùng mình một cái. Trong nháy mắt, từ cái nóng bức của mùa hè đã chuyển sang mùa đông lạnh giá. Wow, đẹp quá, một giây sau nàng bắt đầu kinh ngạc. Đây là một thế giới băng tuyết tuyệt đẹp, xung quanh bốn phía đều bị tuyết trắng bao phủ, mà giờ khắc này, tuyết lớn đang bay tứ tung, toàn bộ thế giới ở đây mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức thinh khiết và mỹ lệ. Triệu Thanh Thanh được Hạ Thiên đặt xuống, mặc dù nàng mặc một chiếc váy dạ hội mỏng nhưng bây giờ Triệu Thanh Thanh thật sự cũng không cảm thấy lạnh, khi mới bước vào, trong thời gian ngắn chưa kịp thích ứng, nhưng bản thân là một người tu tiên nên nàng hoàn toàn có thể chống cự đối với loại rét lạnh đó. Dài cao gót dẫm trong tuyết rơi sâu gần 10 phân, tuyết thật ra cũng không dày lắm. "Sư phụ, không phải người nói là mỗi ngày đều có tuyết rơi sao? Sao tuyết lại chỉ dày như vậy?" Triệu Thanh Thanh có chút tò mò hỏi. Thực ra 10 cm cũng coi như khá dày rồi, vấn đề là nếu như mỗi ngày tuyết đều rơi, theo lý thuyết thì tuyết phải dày hơn. Đặc biệt là bây giờ nhìn một vùng tuyết rơi như lông ngỗng rơi xuống, cảm giác không đến một ngày, chỉ cần một giờ đã có thể rơi được 10cm rồi. Ô, thần tiên tỷ tỷ cố ý làm như vậy đó. Ngày nào cũng có tuyết rơi, nhưng thật ra tuyết vẫn luôn tan ra, nếu không tuyết sẽ quá dày. Hạ thiên giải thích một chút, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ lắm. Ta vẫn chưa quen thuộc trận pháp này. Nói đến đây, Hạ Thiên đột nhiên thốt lên một tiếng, không đúng, ở đây sao lại có người. Có người, Triệu Thanh Thanh sửng sốt, sư phụ, người nói là ngoài chúng ta ra còn có những người khác nữa sao? Chúng ta đi xem một chút, Hạ Thiên kéo Triệu Thanh Thanh đi trên mặt tuyết, không bao lâu sau, hai người đến một cái hồ nước. Chính xác mà nói thì đây là suối nước nóng, thật ra thì mấy năm nay Hạ Thiên cũng thường xuyên đến đây ở, đặc biệt là đến cùng với Triệu Vũ Cơ khá nhiều lần. Triệu Vũ Cơ rất thích ở đây, đặc biệt là sau khi mỗi ngày đều có tuyết rơi, nàng ấy lại càng thích nơi này hơn, lý do cũng rất đơn giản, đối với nàng mà nói, ở đây có ý nghĩa rất lớn. Phải biết, trước kia, Hạ Thiên cũng ở đây, điều đó thực sự khiến nàng ấy cảm động, mà từ đó về sau, nàng ấy mới trở thành tuyết cơ của Hạ Thiên. Tuyết lớn đầy trời, trong đầm nước hơi nóng mờ mịt đang bao bọc lấy một cơ thể có chút mê người. Đại yêu tinh tỷ chưa rời đi sao? Triệu Thanh Thanh nhịn không được tự lẩm bẩm. Không phải là vợ đại yêu tinh, Hạ Thiên lập tức mở miệng nói, Hắn rất quen thuộc với dáng người của vợ Đại Yêu Tinh. Mặc dù dáng người của nữ nhân trong đầm nước kia cũng không tệ, nhưng hắn chỉ cần nhìn bóng lưng là biết không phải là vợ Đại Yêu Tinh của hắn. Tiếng nước bắn tung tóe, thân thể kia quay đầu lại, sau đó hét lên một tiếng sợ hãi a. À, người đó thật sự không phải Triệu Vũ Cơ, nhưng cũng là một nữ nhân rất xinh đẹp. Ít nhất bàn về tướng mạo, nữ nhân này thực sự không kém so với Triệu Thanh Thanh. Khuôn mặt kia lộ ra vẻ thanh thuần thoát tục cho dù bây giờ trên mặt có chút hoảng sợ nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Còn về thân hình, Triệu Thanh Thanh vô thức rời tầm mắt xuống phía dưới, tuy rằng nhìn có chút mơ hồ vì có hơi nước bao phủ, nhưng thật ra, trên đại khái cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, dù sao thì bây giờ thị lực của nàng đã tốt hơn trước. Thân hình rất đẹp, cũng không kém nàng. Điều đấy khiến cho Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực, xem ra nàng thật sự có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mặc dù nàng không nhận ra người này là ai, nhưng người đó có thể đi vào núi Thanh Phong, hơn phân nửa là có quan hệ không tầm thường với sư phụ biến thái. "Ngươi, ngươi là Hạ Thiên?" Nữ nhân thanh thuần có vẻ hơi lo sợ, nàng cố gắng để cơ thể mình hoàn chìm vào trong nước, nhưng nàng gần như cũng biết chuyện đó không có tác dụng gì. "Ừ, là ta." Hạ Thiên cũng nhận ra đối phương, trong giọng nói có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng là cô vợ nào đã trốn tới đây chơi. Đáng tiếc là Mặc dù nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp nhưng lại không phải là vợ hắn, cũng không phải là nha hoàn của hắn, nhưng nếu muốn nói thì vẫn có thể coi nàng là nha hoàn của hắn. Bởi vì bây giờ nữ nhân kia có thể xem là nha hoàn của thần tiên tỷ tỷ. Sư phụ, nàng ấy là ai vậy? Triệu Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Triệu Thanh Thanh nhìn nữ nhân trong hồ nước, trong lòng nàng ít nhiều có chút buồn bực, nàng vốn muốn cùng sư phụ đến đây sống thế giới của hai người, nhưng kết quả lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp ở đây mà sư phụ và đại mỹ nữ kia còn quen biết nhau. Cho dù mỹ nữ này không phải là cô vợ nào đó của sư phụ, nhưng hơn phân nửa là nàng cũng có chút quan hệ với sư phụ. Thậm chí Triệu Thanh Thanh còn nghĩ đến Thạch Thuần, trước đây ở thành phố Mộc Dương có một bóng đèn là Thạch Thuần cũng không xuất hiện chuyện gì, bây giờ ở trong núi Thanh Phong gần như biệt lập này, thế mà nàng còn có thể gặp được một bóng đèn tương tự. Ồ, nàng ấy tên là Dương San, Hạ Thiên trả lời, nàng là nha hoàn kiêm chức của thần tiên tỷ tỷ. Đôi khi nàng ấy sẽ đến đây để hầu hạ Thần Tiên tỷ tỷ, bình thường nàng ấy hình như là một hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch, Triệu Thanh Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cẩn thận nhìn chằm chằm Dương San, một lúc sau, nàng đột nhiên nhận ra, a, à, nói tới hình như ta nhớ đã từng gặp qua ngươi. Ngươi chính là nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp nhất núi Thanh Phong, hay đại sứ hình ảnh của núi Thanh Phong Sơn gì đó và còn là cô gái đẹp nhất thôn tóm lại là ta đã từng nhìn thấy hình ảnh tuyên truyền của ngươi rồi đúng vậy đó chính là ta ngươi ngươi là thanh thanh nữ hiệp sao dương san cũng nhận ra triệu thanh thanh đúng ta là triệu thanh thanh triệu thanh thanh trả lời ai lúc đầu ta còn cho là những bức ảnh của ngươi ở trên mạng đều do chỉnh sửa không ngờ người thật sự cũng rất xinh đẹp chỉ có điều ngươi đang không mặc quần áo nên ta chưa thể nhận ra ngay được a à, khuôn mặt xinh đẹp của dương san lập tức đỏ bừng ngươi Trước tiên các người có thể quay người lại trước được không, để cho ta mặc quần áo trước đã. Xoay người thì có cái gì tốt đâu, dù sao thì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, "A, à, ta nhớ ra rồi, hình như trước kia ngươi từng có chút quan hệ gì đó với sư phụ, đúng rồi, lúc trước ngươi đã từng bán một ít táo gai, sau đó còn bị sư phụ phi lễ phải không?" "Ta, chuyện kia." Dương San lộ ra vẻ lúng túng, nàng vẫn ở trong hồ nước không có đi ra, mặc dù nước rất trong nàng cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình bất kể như thế nào thì nàng cũng phải che giấu thôi được rồi ta cũng lười hỏi những chuyện trước đây sao ngươi lại ở chỗ này vậy ở đây ngoại trừ ngươi ra còn có ai khác không triệu thanh thanh có chút tò mò hỏi ta ta thường xuyên đến đây một mình đôi khi mệt mỏi ta sẽ chạy tới đây tắm rửa dương san có chút lo lắng bây giờ chắc là không có người khác nguyệt tiên tử nói cho ta cách đi vào người khác không thể vào được đâu được rồi vậy ta cũng lười quản ngươi nữa sư phụ chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi triệu thanh thanh lôi kéo hạ thiên muốn đi được ta dẫn ngươi đi bắt thỏ rừng hạ thiên cũng không quan tâm đến dương san rõ ràng mặc dù dương san rất xinh đẹp thân hình coi như không tệ thật sự mà nói nàng đủ để so sánh cao thấp với triệu thanh thanh nhưng bây giờ rõ ràng là hắn không có nhiều hứng thú lắm với dương san sao ra mà nói hiện tại hắn càng thích đi chơi với mỹ nữ đổ đệ triệu thanh thanh hơn. ừm dù sao thì chơi với đổ đệ vẫn vui hơn. hạ thiên và triệu thanh thanh rất nhanh đã biến mất khỏi bên hồ nước cuối cùng dương san thở vào nhẹ nhõm sau đó nàng vội vàng đứng dậy đi ra từ trong hồ nước lau khô cơ thể mặc quần áo vào sau đó trái tim lại ngăn không được đập loạn xạ vừa mới lúc ấy nàng thực sự lo lắng không biết hạ thiên sẽ làm gì với mình năm đó Hạ Thiên bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của nàng chỉ vì chứng minh hắn không phải người tốt, chuyện đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng nàng. Mặc dù bây giờ nàng không còn ngây thơ như trước, nhưng nàng vẫn không có cách nào quên đi được chuyện kia. Tuyết rơi đầy trời nhưng hồ nước lại giống như hương sáng, Dương San cúi đầu nhìn xuống, trong hồ nước có một nữ nhân xinh đẹp thoát tục, váy trắng như tuyết, nhìn giống như thần tiên. Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã, trong tiềm thức nàng bắt đầu hướng về phía vị tiên nữ chân chính kia, nàng rất thích vẻ đẹp của vị tiên nữ kia, yêu thích sự thanh nhã bất phàm của vị tiên nữ đó, nàng yêu thích tất cả mọi thứ về vị tiên nữ đấy. Cho nên nàng bắt đầu để mọi thứ của chính mình tới gần hơn vị tiên nữ kia. Bao gồm cả việc ăn mặc. Mỗi khi nàng đến đây một mình, lúc nào nàng cũng sẽ mặc một chiếc váy trắng. Dương San nhẹ nhàng thở vào một cái, may mà Hạ Thiên không nhìn thấy được bộ váy này, đối với nàng mà nói, đây giống như là một bí mật, một bí mật không muốn người khác biết đến. Thật ra nàng cũng muốn trở thành tiên nữ, một tiên nữ huynh quốc huynh thành, bỏ lại tất cả ở phía sau, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Dương San nhẹ nhàng thở dài rồi quay người rời đi. Dương San ngây thơ không dành sự đời của trước kia đã thực sự không còn nữa, bây giờ nàng đã biết đa sầu đa cảm, thỉnh thoảng vẫn sẽ hoang mang về chuyện gì đó. Hạ Thiên nam nhân đã từng cướp đi nụ hôn đầu của nàng đã thay đổi vận mệnh của nàng, hắn cũng khiến cho nàng không chắc chắn về số phận tương lai của mình. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên hoàn toàn không biết bây giờ trong lòng của Dương San đang có nhiều suy nghĩ như vậy. Lúc trước hắn cưỡng hôn Dương San cũng chỉ bất mãn vì bị coi là người tốt mà thôi, không phải vì hắn thích Dương San. Hiện tại, Hạ Thiên đang đưa Triệu Thanh Thanh vào trong núi Thanh Phong càn quét. Phải biết rằng, Thật ra có thể nói nơi đây là một trong những nơi có nhiều động vật hoang dã nhất, hơn nữa các loài cũng khá nhiều, các loài như thỏ rừng thật ra cũng chỉ là động vật rất bình thường, ngay cả gấu đen nơi này cũng có. Thêm nữa bây giờ ở núi Thanh Phong chia làm bốn mùa, ngoài những động vật đó ra còn có các loại hoa quả dại, nơi này thật sự giống như thiên đường đối với Triệu Thanh Thanh vậy. Bắt động vật, hái quả dại, ăn cơm dã ngoại, bơi lội, luyện tập yoga. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh bắt đầu rong chơi không biết ngày đêm ở trên núi Thanh Phong, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều quên hết. Không khoa trương chút nào mà nói, lúc trước khi những người vợ của Hạ Thiên còn chưa đi, đều có rất ít người quậy như thế này với Hạ Thiên. Liễu Mộng cũng thích chơi đùa như này, chỉ có điều nàng lại đi tìm người khác để chơi. Chẳng hạn như tìm người chơi đánh nhau, phải biết, thực ra chuyện mà Liễu Mộng thích nhất chính là đánh nhau. Về cơ bản, những người khác sẽ không ở cạnh Hạ Thiên mà không biết ngày biết đêm như thế. Dạ Ngọc Nghị thường bị Hạ Thiên quấn lấy nên không chịu được mà dứt khoát luôn mặc quần áo, để cho Hạ Thiên không cách nào làm gì được. Nói tóm lại, bây giờ Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh thực sự chơi rất điên cuồng. Triệu Thanh Thanh chơi đến mức quên luôn cả cha mẹ của mình, mà Hạ Thiên, hắn cũng tạm thời quên đi việc phải luyện nghịch thiên đệ bát châm. Ở bên này, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh coi núi Thanh Phong như vườn địa đàng, trải qua cuộc sống vui vẻ ngăn cách với thế giới mà không chút kiêng kỵ về thời gian, nhưng thế giới bên ngoài đã bắt đầu thay đổi. Một thay đổi lớn nhất chính là trường học đã bắt đầu khai giảng. Thời gian đã đến tháng 9, mùa tự trường đã đến gần, học sinh tiểu học và trung học đã bắt đầu lên lớp, mà các trường đại học, ngoại trừ sinh viên mới, về cơ bản cũng bắt đầu đi học. Còn về sinh viên mới, một số trường đại học vẫn chưa bắt đầu báo danh, một số trường đại học lại đang báo danh. Đại học Giang Hải, trường đại học nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Hải cũng lại sắp chào đón một nhóm sinh viên mới. Mặc dù ngày mai mới là ngày bắt đầu báo danh, nhưng vẫn có một số sinh viên đã đến thành phố Giang Hải trước và thậm chí có một số người đã bắt đầu tham quan khuôn viên trường đại học. Vân Tiểu Đông cũng đến thành phố Giang Hải, vì nàng cũng là sinh viên mới của trường đại học Giang Hải, nhưng nàng không tới một mình, chưa kể đến chuyện đi theo bên cạnh nàng có hai nam và hai nữ vệ sĩ, còn có một đại mỹ nhân siêu cấp tiến nàng đi. Thế nhưng, bây giờ đại mỹ nữ siêu cấp này đang có chút không vui, ai, ta nói này tiểu bí đao, tại sao ta nhất định phải tiến ngươi chứ? Ngươi đã lớn như vậy rồi, còn có vệ sĩ đi theo nữa, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện đó không liên quan tới ta nha, là ông nội thạch bảo ngươi đến, bây giờ ngươi có thể đi ngay. Vân Tiểu Đông tức giận nói. Đây chính là ngươi nói đó, vậy ta đi đây, tiểu bí đao hẹn gặp lại. Đại mỹ nữ siêu cấp đó tất nhiên là Thạch Huân, nàng nói đi là thực sự rời đi nói xong lời đó đã xoay người chạy đi mất về phần vân tiểu đông vào lúc này thật ra nàng không ở đại học giang hải mà là ở trong nhà nàng không sai chính là nhà của nàng nhà chân chính của nàng trước kia sau khi ba mẹ mất đã để lại cho nàng một ngôi nhà hiện tại ngôi nhà này vẫn được giữ nguyên như cũ hiện nay ngôi nhà do bà đứng tên mười mấy năm trước nơi đây cũng là một tiểu khu cao cấp mà bây giờ tuy tiểu khu này không tính là xa hoa, nhưng giá nhà vẫn cao, vì hiện tại, nhà ở đây là một trong những khu nhà ở tốt nhất ở thành phố Giang Hải. Rõ ràng là những năm qua, căn nhà đó vẫn luôn được sắp xếp. Thật ra sau này, còn được bố trí lại lần nữa, ví dụ như phòng ngủ chính hiện tại chính là phòng ngủ của Vân Tiểu Đông. Bây giờ, Vân Tiểu Đông đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, chuyện xảy ra trong căn nhà này thật sự là một cơn ác mộng đối với nàng. Năm đó nàng mới 5 tuổi, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng khi nàng tới nơi đây nàng vẫn có thể nhớ một số đoạn ký ức hồi bé chuông điện thoại đột nhiên vang lên vân tiểu đông cầm lấy điện thoại nhìn lại là một dãy số xa lạ mà điều đấy khiến cho nàng cảm thấy có chút bất an alo ai vậy vân tiểu đông vẫn nhận điện thoại ngươi còn nhớ rõ ba mẹ ruột của ngươi đã chết trong căn nhà này đúng không giọng nói quái dị quen thuộc truyền đến vân thanh có nói cho ngươi biết không thật ra hồi đó mẹ ngươi là tình nhân của người khác không? Ngươi, ngươi đừng nói hưu nói vượt, Vân Tiểu Đông có chút tức giận, nhưng nàng lại không đủ niềm tin, bởi vì những năm gần đây, nàng thật sự đã từng nghe qua về chuyện ba mẹ ruột của mình, mặc dù Vân Thanh không kỹ cho nàng biết, nhưng nàng cũng mơ hồ biết được một chút. Thật ra ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, chuyện đấy cũng không có gì. Không phải Vân Thanh cũng là tình nhân của Hạ Thiên sao? Giọng nói quái dị đó tiếp tục nói, chỉ là Vân Thanh có vẻ hơi coi thường mẹ ngươi, nếu không thì vì sao nàng ấy lại không nói ra sự thật cho ngươi biết. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Vân Tiểu Đông có chút bực bội, người gọi cho ta nhiều cuộc điện thoại như vậy, cứ muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa ta và mẹ, người có mục đích gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu không, ta sẽ kể hết những chuyện này cho Hạ Thiên biết. Ngươi nói cho Hạ Thiên thì có thể thế nào chứ? Giọng nói quái dị hình như không lo lắng, có thể thay đổi thực tế sao? Hạ Thiên sẽ không vì vậy mà đối xử khác đi với ngươi, hắn sẽ không để ngươi trở thành người tu tiên mà ngươi cũng mãi mãi không sánh được với Thạch thuần. Chẳng lẽ ta không nói cho Hạ Thiên thì có thể thay đổi được thực tế sao? Vân Tiểu Đông tức giận nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ thật sự trở thành một người tu tiên. Cuối cùng thì giọng nói quái dị đó đã nói ra vấn đề mấu chốt trong tương lai, ngươi có thể vượt qua Thạch Thuần, vượt qua Hạ Thiên, thậm chí là vượt qua cả người mẹ trên danh nghĩa của ngươi, Vân Thanh. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nếu ngươi thật sự có năng lực đó cũng không cần phải gọi điện thoại cho ta. Vân Tiểu Đông hừ lạnh một tiếng, nói cái gì mà vượt qua Thạch Thuần? Vậy càng không có khả năng. Cho dù ta có trở thành người tu tiên vẫn sẽ không thể trở nên xinh đẹp hơn nàng ấy. Thực ra ngươi nói cũng không sai. Đúng vậy, người sẽ không trở nên đẹp hơn Thạch Thuần, nhưng chính xác mà nói, người sẽ không thể đẹp hơn so với Thạch Thuần bây giờ, vì về cơ bản thì tướng mạo của một người là do trời sinh. Dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng khó đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Giọng nói quái gì kia nói không chút hoang mang, nhưng có bao giờ người nghĩ rằng người không có cách nào trở nên xinh đẹp, nhưng Thạch Thuần thì có thể xấu đi. Cái gì? Vân Tiểu Đông sướng sờ, các người muốn làm cái gì? Không phải chúng ta muốn làm gì. Mà là ngươi muốn làm gì?" Giọng nói quái dị đáp lại, "Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì cả, tất cả mọi việc sẽ do ngươi tự mình làm. Ngươi có muốn trở thành người tu tiên hay không, muốn để thạch thuần trở nên xấu xí hay không, đó đều là sự lựa chọn của chính ngươi. Ta sẽ không ép buộc ngươi, từ đầu đến cuối, ta chỉ cung cấp cho ngươi với một lựa chọn mà thôi." Dừng lại một chút, giọng nói quái dị đấy lại tiếp tục nói, "Ngươi có thể tiếp tục lựa chọn giống như trước kia, tầm thường vô vị." hoặc ngươi cũng có thể lựa chọn từ giờ trở đi bước lên một con đường khác. Ta cảm thấy ta bây giờ rất tốt, cũng không phải tầm thường vô vị." Vân Tiểu Đông nhanh chóng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Mà chuông điện thoại lại không vang lên nữa. Vân Tiểu Đông tiếp tục ngồi trên giường, sắc mặt không ngừng thay đổi. Lúc này, Thạch Thuần đang đi dạo trên phố, nàng không muốn trở về thành phố Mộc Dương, vì nàng cảm thấy ở thành phố Mộc Dương chơi không vui lắm, nàng cũng không có ý định ngay lập tức đến vọng cảng nguyên nhân rất đơn giản, thực sự không có gì thú vị ở phía bên vọng cảng cả. Thật ra đối với Thạch Thuần mà nói, vấn đề lớn nhất không phải là đi đâu chơi mà là không tìm được một người bạn thích hợp để chơi cùng. Trước đây ở vọng cảng, mặc dù Tôn Vân là bạn thân nhưng trên thực tế, Thạch Thuần biết mình và Tôn Vân vẫn có chút không hợp nhau, cuối cùng vì nàng là người tu tiên, nàng hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới với Tôn Vân. Thật ra nếu anh rể không háo sắc như vậy thì ở bên hắn chơi cũng rất vui. Thạch Thuần bĩu môi, mà điều khiến cho nàng buồn bực chính là không tìm được tên anh rể biến thái đó. Thạch Thuần lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hạ Thiên một lần nữa, lại phát hiện điện thoại của Hạ Thiên vẫn không liên lạc được, lại là không ở ngoài vùng phủ sóng. Điều này khiến Thạch Thuần phiền muộn và lo lắng, chẳng lẽ anh rể chạy đi tìm chị gái rồi sao? Trước đây nàng đã từng gọi điện cho chị gái mình, cuối cùng luôn trả lời lại là không nằm ngoài vùng phủ sóng. Nhưng cũng không đúng chắc là anh rể và thanh thanh tỷ tỷ đã đi tới nơi nào đó hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Cuối cùng, Thạch Thuần vẫn cảm thấy Hạ Thiên sẽ không đi tìm Vân Thanh. Ừm, lần này Thạch Thuần đã đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có ai thưởng tiền cho nàng cả. Ai nha, ta ngốc quá đi, ta có thể đi tìm nhụy nhụy tỷ tỷ chơi mà. Thạch Thuần đột nhiên nghĩ ra, sau đó nàng lập tức gọi điện cho Ninh nhụy nhụy, nàng còn đang lo lắng sẽ không gọi được cho nhụy nhụy tỷ tỷ chân dài kia nhưng lần này điện thoại lại rất nhanh đã được kết nối. Này, nhụy nhụy tỉ tỉ, là ta đây. Người hỏi anh ta làm gì? À, người tìm anh rể ta có việc sao? Ta cũng không biết anh rể đang ở đâu nữa, nhưng hắn không có việc gì đâu. Hãy nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, ta đi giúp ngươi. Ai, nhụy nhụy tỉ tỉ không cần khách sáo, ta sẽ đến ngay, cúp máy nha, đợi lát nữa gặp. Thạch thuần có chút hưng phấn, chân dài tỉ tỉ xinh đẹp kia hình như đang gặp chút phiền phức, bây giờ nàng đi là đúng lúc thích hợp. Thạch thuần chạy như bay về phía vọng cảng, vì hiện tại Ninh Nhụy Nhụy lại đến vọng cảng, còn Hạ Thiên ở đâu thì nàng không quan tâm nữa. Thế nhưng, ở thành phố Giang Hải này thực sự vẫn còn có người quan tâm Hạ Thiên đang ở đâu, ít nhất là bây giờ, làm Y Nhân thật sự rất muốn biết suốt cuộc Hạ Thiên đi đến chỗ nào. Làm Y Nhân đã tiếp quản tập đoàn thần y được 10 ngày, về cơ bản nàng đã thực sự ngồi vững vàng ở vị trí tân tổng giám đốc. Không sai, nàng hiện là tân tổng giám đốc, tô bối bối đã trở lại vài ngày trước, sau đó trực tiếp tuyên bố giao vị trí tổng giám đốc cho Lam Y Nhân. Còn tô đại tiểu thư vẫn chưa chơi chán nên nàng lại tiếp tục ra ngoài chơi. Về lý do tại sao hai ngày trước tô bối bối trở về, nàng nói mình lo lắng về chuyện công ty, nhưng khi nhìn thấy Lam Y Nhân quản lý công ty rất khá, nàng đã cực kỳ yên tâm, cho nên sau đó đã hoàn toàn giao quyền hạn cho Lam Y Nhân. Các vấn đề thương mại thực sự khá dễ đối với Lam Y Nhân, trong khi công ty giành chiến thắng với các sản phẩm của tập đoàn thần y so ra mà nói thật ra việc quản lý dễ dàng hơn bởi vì chất lượng sản phẩm của tập đoàn thần y thực sự tốt về mặt quảng cáo cũng không cần bỏ nhiều công sức thật ra hai ngày nay lam y nhân rất nhớ hạ thiên trước kia nàng có chút sợ khi bị hạ thiên quấn lấy nhưng bây giờ sau khi công ty không có nhiều việc như vậy nàng bắt đầu có chút nhớ nam nhân kia thực ra đây cũng là chuyện bình thường cơ thể của lam y nhân sớm đã trưởng thành mà Hạ Thiên lại là nam nhất duy nhất của nàng, mặc dù nàng không quá mưu cầu danh lợi chuyện ấy giống như Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng không phải là một mỹ nữ lạnh lùng. Tuy nhiên, lúc này đối với Lam Y Nhân mà nói, sở dĩ nàng rất muốn biết Hạ Thiên đang ở đâu là vì có hai người phụ nữ xuất hiện trong văn phòng của nàng. Một trong hai nữ nhân này 30 tuổi, về mặt ngoại hình thì thực ra cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, có thể được coi là xinh đẹp, nhưng tự nhiên không cùng đẳng cấp với Lam Y Nhân, chỉ có điều bộ ngực kia có vẻ quá lớn. Người còn lại, trái lại dáng dấp nhìn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt đơn thuần, về cơ bản có thể so với Lan Y Nhân, thế nhưng ngược lại hoàn toàn không có gì. Hai người này, thực ra Lam Y Nhân đã biết tên và lai lịch. Người có bộ ngực lớn là Liễu Vân Anh, người có thân hình kém nhưng lại đẹp hơn là Liễu Hàm, cả hai đều là em họ của Liễu Vân Mạn, mà Liễu Vân Mạn cũng giống như nàng, cũng là nữ nhân của Hạ Thiên như thế nào mà ngươi lại làm vợ của anh rể ta? Tại sao ngươi cũng không biết anh rể ta ở đâu? Không biết thì coi như thôi đi, sao ngươi cũng không gọi được cho anh rể? Liễu Hàm đang mắng làm y nhân, nàng và Liễu Vân Anh tới đây để tìm Hạ Thiên. Trước đó, chồng ta ở thành phố Mộc Dương, nhưng bây giờ ta thực sự không thể liên lạc được. Làm y nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Trong khi nàng đang nói chuyện, điện thoại di động lại vang lên. Ta là Lam Y Nhân. Lam Y Nhân nhanh chóng trả lời điện thoại, nhưng trong lòng nàng lại đang nói thầm, dãy số có vẻ hơi quen thuộc. Ta là Y Tiểu Âm đây, bên kia truyền tới một giọng nói không hề xa lạ với Lam Y Nhân, Hạ Thiên có ở chỗ ngươi không? Không có, Lam Y Nhân có chút buồn bực, vậy mà Y Tiểu Âm kia cũng tới tìm chồng, hơn nữa còn tìm được nàng ở đây. Vậy ngươi có biết hắn đang ở đâu không? Y Tiểu Âm tiếp tục hỏi. Ta không biết, Lam Y Nhân trả lời rất thẳng thắn. Làm y nhân, tốt nhất là ngươi nên sớm tìm được hắn, y tiểu âm còn chưa kịp dứt lời, làm y nhân đã bùng nổ. Này, y tiểu âm, ngươi nói cái gì mà tốt nhất ta nên lập tức tìm chồng? Người đó cũng là nam nhân của ngươi, ngươi không thể tự mình đi tìm sao? Làm y nhân có chút bực bội, từng người một chạy tới chỗ nàng đòi người. Nàng còn không hiểu rõ người chồng biến thái kia bằng những người này sao. Tóm lại là ngươi nói cho hắn biết, ta đang tìm hắn rõ ràng là y tiểu âm không có ý định cãi nhau với lam y nhân nàng nói xong câu đó thì trực tiếp cúp điện thoại chảnh cái gì chứ không phải là chồng ta chỉ thích ngươi hơn ta một chút sao lam y nhân tức giận nói một câu y tiểu âm này thực sự là rất quá đáng lại còn dám ra lệnh cho nàng ai y nhân tỷ người phải cố gắng lên trước đây anh rể không thích nhất chính là y tiểu âm rõ ràng ngươi còn không được anh rể ta thích bằng y tiểu âm như vậy là không được nha liễu hàm chớp chớp mắt được rồi hàm hàm người đừng nói nhảm nữa nào có loại chuyện đó chứ liễu vân anh cho liễu hàm một cái liếc mắt sau đó nhìn lam y nhân nói lam tiểu thư nếu người biết cách tìm anh rể tốt nhất là nên lập tức liên lạc với hắn mấy ngày nay có chuyện bất thường xảy ra với ta ta nghi ngờ rằng có ai đó đang kiếm chuyện có chuyện gì vậy lam y nhân không nhịn được hỏi tốt nhất là sau khi tìm được anh rể ta sẽ nói cho các người biết liễu vân anh nhìn lam y nhân nhưng chuyện này thật sự rất gấp có thể liên quan đến sự an toàn của tất cả chúng ta nhưng ta thực sự không biết phải làm thế nào để tìm được chồng lam y nhân khẽ cao mày nghe liễu vân anh nói như này nàng cũng bắt đầu chú ý còn chưa kịp dứt lời trong đầu nàng chợt lóe lên một ý a à, đúng rồi ta có một cách để ta thử xem lam y nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc sau đó ngẩng đầu nhìn lên camera trên lối đi mở miệng nói cái kia, bé ngoan, nếu như ngươi thấy ta nói chuyện thì nhớ tìm cách liên lạc với chồng ta một chút, để hắn nhanh chóng tới tìm ta. Hả, y nhân tỷ, đây là hành động gì vậy? Liễu hàm hơi ngạc nhiên, như vậy thì có thể tìm được anh rể ta sao? Ta cũng không biết, nhưng ta chỉ có thể thử một chút. Làm y nhân cũng không chắc lắm, nhưng nàng nhớ rằng Hạ Thiên đã liên lạc với bé ngoan như thế, cho nên nàng cảm thấy làm như vậy cũng có thể. Cùng lúc đó, trên núi Thanh Phong, sư phụ nơi này tốt quá ta không muốn đi ra ngoài nữa rồi triệu thanh thanh nằm trên mặt tuyết cảm khái chúng ta có thể chơi nhiều hơn một chút rồi mới đi ra bây giờ hạ thiên cũng không muốn đi ra ngoài nhưng đúng lúc này điện thoại di động kêu lên a à, sư phụ không phải là ở đây điện thoại không có tín hiệu sao triệu thanh thanh có chút buồn bực là bé ngoan gửi tin nhắn cho ta ừm gửi wechat nơi này có internet hạ thiên cầm điện thoại sau đó thì phát hiện bé ngoan đã gửi cho hắn một đoạn video mà nội dung của video chính là cảnh vừa rồi lam y nhân hướng về phía camera nói chuyện cha vợ tiểu y y nhớ ta rồi hạ thiên lẩm bẩm sư phụ chúng ta sắp đi ra ngoài sao triệu thanh thanh hỏi ừ chúng ta trở về thành phố giang hải thôi hạ thiên gật đầu một cái vợ đang tìm hắn hắn vẫn cần phải đi vâng sư phụ sau này chúng ta còn có thể tới đây chơi không Triệu Thanh Thanh thật sự rất thích ở đây. Lần sau chúng ta lại đến. Hạ Thiên tất nhiên là không ngại chơi đùa với mỹ nữ đồ đệ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một mỹ nữ đồ đệ nghe lời như vậy. Thậm chí Hạ Thiên còn bắt đầu cảm thấy, hắn có nên thu nhận mỹ nữ đồ đệ này làm vợ mình sớm một chút hay không. Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, năm đó Triệu Thanh Thanh cũng không có thân hình đẹp như bây giờ, không phải là hắn luôn tuân thủ nguyên tắc mấy năm nay nàng cũng sẽ không cố gắng làm cho mình trở nên xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là nàng đã cố gắng tập luyện dáng người như vậy. Vài phút sau, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đã rời khỏi núi Thanh Phong. Giây tiếp theo, điện thoại của Hạ Thiên liên tục không ngừng vang lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 102.